Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Nằm vùng một dịp, ta đều sắp trở thành ảnh rồi. Bắt đầu xuyên qua vụ ẩn thôn, trở thành một thành viên của huy dạ nhất tộc, thân mang huyết mạch hai đại gia tộc huy giả dạ nhất tộc và chiếu mỹ nhất tộc. Đối mặt cái này trong tương lai sẽ bởi vì tạo phản mà bị diệt tộc gia tộc, đối mặt cái này tương lai sẽ nên đón huyết vụ thời đại thôn, huy dạ danh thầm nghĩ thoát đi. Trùng hợp vào lúc này, thủy ảnh chiếu mỹ không đời thứ ba chuẩn bị triệu tập niên gia lẻn vào một dịp trở thành nằm vùng huy dạ danh quyết đoán lựa chọn báo danh lặn vào một dịp trở thành nằm vùng thức tỉnh thi cốt mạch khai phá cốt động thuật huy dạ danh ở một dịp bộc lộ tài năng dần dần huy dạ danh trở thành cường giả huyết kế giới nổi danh của một dịp đột nhiên có một ngày chị họ xa chiếu mỹ minh lặng lẽ liên lạc với huy dạ danh hy vọng hắn có thể trở về vụ ẩn thôn giúp nàng lật đổ sự thống trị của thủy ảnh đời thứ tư. Huy dạ danh vọng đông đảo người ủng hộ dưới đài, nở nụ cười ấy nấy. Ta sắp thành hỏa ảnh rồi. Còn quay về thôn vụ ẩn làm gì? Trừ phi. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Huy dạ nhất tộc Kaguya tên bạn đang nghe tại truyện chấm audio đất nước của nước làng sương mù ở cái này quanh năm bị sương mù dày đặc bao trùm trong thôn một cái màu đen tóc dài làn da trắng nõn thân trường bào màu trắng tướng mạo đáng yêu sáu tuổi thiếu niên vẻ mặt ưu sầu đi ở trên đường thiếu niên tên là huy dạ danh chính là vụ ẩn thôn huyết kế hạng giới gia tộc huy dạ nhất tộc thành viên hơn nữa huy dạ danh cũng không chỉ là thành viên của huy dạ nhất tộc mà thôi mẫu thân của hắn chính là thành viên của một đại huyết kế giới hạn gia tộc khác của vụ ẩn thôn thân mang huyết mạch của hai đại huyết kế giới gia tộc huy dạ nhất tộc và chiếu mỹ nhất tộc đương nhiên chính xác hơn mà nói huy dạ danh là một vật thí nghiệm hắn là kết quả của việc bộ tộc huy dạ và bộ tộc chiếu mỹ thử kết hợp huyết kế giới hạn của hai đại gia tộc bất quá từ khi sinh ra đến bây giờ bắt đầu hắn cũng không có thức tỉnh huy dạ nhất tộc cùng chiếu mỹ nhất tộc bất luận cái gì huyết kế giới hạn mà cha mẹ của hắn lúc ba tuổi lại bị địch nhân giết chết trong một nhiệm vụ khó khăn không có cha mẹ bảo vệ huy dạ danh nhất thời trở thành cửu cửu không đau mổ mổ không yêu tồn tại ở huy dạ nhất tộc bị người nhìn không nổi ở chiếu mỹ nhất tộc lại không được chào đón đương nhiên huy dạ danh cũng không phải bởi vì vấn đề cảnh ngộ mà phát sâu kỳ thật huy dạ danh có một bí mật thật lớn hắn là một người xuyên việt hắn cũng không biết mình là như thế nào xuyên qua đi tới thế giới này chỉ biết mình là tại chơi một khoản ninja trò chơi thời điểm buồn ngủ sau đó tỉnh lại liền đi tới thế giới này vừa mới bị sinh ra ngay từ đầu huy dạ danh còn tưởng rằng mình là chơi trò chơi mệt muốn chết một lần nữa đầu thai nhưng khi hắn chậm rãi hiểu rõ thế giới này về sau mới biết được thế giới này dĩ nhiên là hắn chơi trò chơi kia bối cảnh trong anime thế giới mặc dù rất thích cái kia khoản ninja anime cùng ninja trò chơi nhưng xuyên qua đến thế giới này huy dạ danh là trăm triệu không muốn. Về phần nguyên nhân rất đơn giản. Cùng xuyên qua trước hòa bình thời đại so sánh, thế giới này là một cái cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể sống tốt trên thế giới này, mà kẻ yếu căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể bị động mặt cho người ta sâu xé, không hề có sức phản kháng. Bất quá mặc kệ huy dạ danh có nguyện ý hay không, hắn đúng là vẫn đi tới thế giới này, hiện giờ thời gian sáu năm trôi qua hắn cũng tiếp nhận thân phận của mình nhưng tiếp nhận thì tiếp nhận dựa theo hiểu biết của huy dạ danh đối với thế giới này bộ tộc huy dạ của mình sẽ bởi vì tạo phản mà bị diệt tộc trong tương lai chính mình chỗ ở ẩn thôn vụ ẩn thôn tại tương lai càng là sẽ nên đón bốn đời thủy ảnh thống trị nên đón đáng sợ huyết vụ thời đại đến lúc đó giống như hắn như vậy huyết kế giới hạn gia tộc người sẽ bị thôn đại thanh tẩy có thể sống sót người căn bản lác đác không có mấy sống thật tốt đối với hắn mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời cũng chính bởi vì như thế huy dạ danh bức thiết muốn thoát khỏi huy dạ bộ tộc thoát khỏi vụ ẩn thôn thậm chí thoát khỏi thủy chi quốc đi đâu cũng được chỉ cần rời khỏi đây là được nhưng hắn dù sao cũng không phải người bình thường mà là một trong những thành viên của huy dạ nhất tộc và chiếu mỹ nhất tộc cho dù không được chào đón Hắn cũng không có biện pháp tùy tiện rời khỏi thôn. Bởi vì đối với huyết kế hạn giới gia tộc mà nói, huyết kế hạn giới chảy ra ngoài tuyệt đối là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Dù là hắn còn không có thức tỉnh huyết kế giới cũng là giống nhau. Này, trở lại cửa ổ nhỏ của mình, Huy Dạ danh thở dài mở cửa phòng. Đây là một gian phòng hai phòng ngủ, một phòng khách, một vệ một bếp, là cha mẹ hắn để lại cho hắn. Cha mẹ hắn vốn là thượng nhẫn đặc biệt của huy dạ nhất tộc và chiếu mỹ nhất tộc, khi hiệp trợ một nhân vật cấp ép của huy dạ nhất tộc, chịu khổ đối thủ phản sát, làm con mồ côi của bọn họ, gian phòng này tự nhiên do hắn kế thừa. Phòng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, ở trong vụ ẩn thôn coi như là phòng chỉ có gia đình khá giả mới có. Bất quá thật đáng tiếc, trong phòng chỉ có một mình hắn, quạng cu ẻ mà lại cô độc. Nếu không là hắn có được người trưởng thành linh hồn, nếu thật là một cái tiểu hài tử một người sinh hoạt ở chỗ này lời nói, nói không chừng sẽ bị loại này cô tịch bức điên. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, huy dạ danh phát hiện bây giờ mới 4 giờ chiều, còn chưa tới lúc ăn cơm. Bởi vì còn chưa tới tuổi đi học, cuộc sống hàng ngày của huy dạ danh hiện tại chính là đi dạo trong thôn, mua thức ăn, nấu cơm, ngủ. Về phần vì trở thành ninja mà tu luyện. Xin lỗi, cũng không có người dạy cho hắn cha ra tinh luyện thuật chỉ có lên niêm gia trường học, huy dạ danh mới có cơ hội tiếp xúc chakra tinh luyện thuật. Đặt mông ngồi trên sofa, huy dạ danh vọng trần nhà ngây ngốc. Làm thế nào để ra khỏi đây? Bang bang. Ngay tại thời điểm huy dạ danh ngẩn người, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ai vậy? Huy dạ danh phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bất đắc dĩ oán giận một tiếng. Người đến nhà hắn chơi không nhiều lắm, hoặc là nói chỉ có một. Mở cửa phòng, một cô gái đáng yêu với đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu đỏ đập vào mắt Huy Dạ Danh. Thấy Huy Dạ Danh mở cửa phòng, cô gái lại cười hi hi. Tự như trở lại nhà mình, cô gái dùng sức đẩy Huy Dạ Danh đi vào trong phòng. Tiểu Danh, ta biết ngay ngươi khẳng định ở nhà. Đã nói đừng gọi nhũ danh của ta. Ta một chút cũng không nhỏ. Huy Dạ vô thức cúi đầu, không nhìn được khóe miệng giật giật. Được rồi hiện tại hắn quả thật còn tương đối nhỏ tuổi đóng cửa lại huy dạ danh xoay người đối mặt với cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập bất đắc dĩ sao anh lại tới đây cái gì gọi là ngươi ta cô gái bất mãn nói anh nên gọi chị họ em có biết không chính xác chị họ từ quan hệ mà nói nữ hài tử đúng là biểu tỷ của huy dạ danh chẳng qua cái này biểu tỷ cùng hắn quan hệ quá xa đừng nói cách năm phục dù là mười phục đều có mà cái gọi là biểu tỷ này kỳ thật là mẫu thân huy dạ danh ở chiếu mỹ nhất tộc người hơn nửa thân phận thập phần bất phàm chính là đương đại chiếu mỹ nhất tộc tộc trưởng chiếu mỹ không nữ nhi duy nhất chiếu mỹ không chính là thủy ảnh đương đại của vụ ẩn thôn chờ sau khi chiếu mỹ không từ chức hoặc tử vong thủy ảnh đời thứ tư mang đến thời đại huyết vụ cho vụ ẩn thôn sẽ lên ngôi mà tên của cô gái là chiếu mỹ minh có phải rất quen thuộc hay không chính xác trước mắt cô gái này chính là tương lai năm đời thủy ảnh chiếu mỹ minh một người có được hai loại huyết kế giới hạn cường nhân theo lý mà nói có được một biểu tỷ huy dạ danh như vậy hẳn là nhanh chóng ông đùi mới đúng nhưng trên thực tế không phải như vậy chiếu mỹ minh cũng chỉ lớn hơn huy dạ không hai tuổi mà thôi năm nay cũng mới tám tuổi thôi dù là nàng thiên tài hơn nữa cũng không có biện pháp tại bây giờ cái tuổi này tả hữu vụ ẩn thôn thế cục nếu dựa vào nàng huy dạ danh hẳn phải chết không thể nghi ngờ huy dạ danh cũng hiểu rõ điểm này cho nên mới muốn thoát khỏi vụ ẩn thôn mặc kệ dùng phương thức gì chỉ cần có thể rời xa huy dạ nhất tộc cùng vụ ẩn thôn là tốt rồi tốt nhất có thể rời xa thủy quốc như vậy mới không bị huyết vụ thời đại ảnh hưởng là gia tộc thủy ảnh chiếu mỹ nhất tộc rất lớn theo lý mà nói chiếu Mỹ Minh cùng huy dạ danh căn bản không có cái gì cùng xuất hiện mới đúng. Nhưng chuyện trên thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, lúc chiếu Mỹ Minh 2 tuổi, cũng chính là năm huy dạ danh sinh ra, chiếu Mỹ Minh chạy loạn tới cửa danh gia huy dạ. Lúc ấy, mẫu thân của huy dạ danh đang ôm hắn chuẩn bị ra cửa, vừa lúc gặp được chiếu Mỹ Minh. Nhìn thấy ngay lúc đó huy dạ danh chiếu Mỹ Minh nhất thời đã bị huy dạ danh còn đang trong tả lót manh hóa, bởi vì ngay lúc đó huy dạ danh thật sự là quá đáng yêu hơn nữa hai nhà vốn cũng có chút quan hệ từ đó về sau chiếu mỹ minh liền thường thường chạy tới huy dạ danh gia tìm hắn chơi nói là chơi kỳ thật chính là chiếu theo mỹ minh đơn phương chà đạp huy dạ danh mà thôi thường xuyên qua lại chiếu mỹ minh cùng huy dạ danh tự nhiên là quen biết chính xác hơn mà nói huy dạ danh hoàn toàn là chiếu theo mỹ minh nhìn lớn lên nhìn chị họ chiếu mỹ minh trước mặt huy dạ danh bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp hảo 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 biểu tỷ đại nhân xin hỏi ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của huy dạ danh chiếu mỹ minh đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn danh sao em lại đáng yêu như vậy mau tới cho anh hôn một cái nói xong căn bản không để ý huy dạ danh phản kháng chiếu mỹ minh ở trên mặt huy dạ danh hung hăng hôn một cái một ngụm không đủ. Còn có miếng thứ hai, miếng thứ ba. Huy Dạ danh sinh vô khả luyến bị Chiếu Mỹ Minh hôn từng ngụm từng ngụm, trong ánh mắt nhìn về phía Chiếu Mỹ Minh lại tràn ngập xấu hổ phẫn nộ. Anh còn có thể làm gì ngoài việc có thể hôn mặt tôi. Ông khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy Dạ danh hôn một hồi lâu, Chiếu Mỹ Minh mới cảm thấy mỹ mãn buông lỏng Huy Dạ danh ra. Ở trong mắt của nàng, bộ dạng giống như búp bê thật sự là làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Dù sao tiểu nữ hài tử mà, chỉ thích những thứ đáng yêu. Ngồi trên sofa, Chiếu Mỹ Minh vỗ vỗ vị trí bên cạnh Ý Bảo Huy Dạ danh ngồi xuống. Huy Dạ danh đang lau nước miếng trên mặt, thấy một màn này, nhất thời vẻ mặt ghét bỏ ngồi xuống. Được rồi, đừng không vui nữa. Chiếu Mỹ Minh nhịn không được lại nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Huy Dạ danh, vừa cười vừa nói. Lúc trước không phải ngươi hỏi ta có cách nào có thể rời khỏi thôn sao? Hả? Huy Dạ Danh trong lòng rung lên, kích động nhìn về phía Chiếu Mỹ Minh. "Chị nghĩ ra biện pháp chưa?" "Minh tỷ." Nghe được Huy Dạ Danh xưng hô, Chiếu Mỹ Minh nhìn không được biểu môi. "Lúc dùng được thì gọi là Minh tỷ, lúc không dùng được thì gọi là ngươi, đúng không?" Tuy nói như thế, Chiếu Mỹ Minh cũng không có cùng Huy Dạ Danh so đo ý nghĩ. Dù sao Huy Dạ Danh cũng là nàng nhìn lớn lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của hắn, Chiếu Mỹ Minh nhìn không được nghĩ tới một năm trước. Ngày đó, cô vẫn đến tìm Huy Dạ Danh chơi như thường ngày. Từ sau khi cha mẹ Huy Dạ Danh chết, mỗi ngày cô đều đến tìm Huy Dạ Danh một lần, hoặc là nói chuyện phím với anh, hoặc là chơi trò chơi với anh, hoặc là lôi kéo anh đi dạo bên ngoài. Bởi vì nàng biết, Huy Dạ Danh không có cha mẹ, chỉ còn lại một chị họ như nàng có thể làm bạn với hắn. PS Sách mới lên đường các loại cầu. Mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Gặp mặt Miyuka Đệ Tam. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cũng chính vào ngày đó, Chiếu Mỹ Minh nhìn thấy Huy Dạ Danh ngồi một mình trên sofa, trên người tản ra một loại ưu sầu không phù hợp với tuổi tác lúc nào huy dạ danh mới 5 tuổi mà thôi sao lại có cảm xúc như vậy mang theo tò mò chiếu mỹ minh liền hỏi huy dạ danh làm sao vậy ngày đó huy dạ danh trước nay chưa từng nghiêm túc hắn hỏi nàng minh tỷ ngươi có biện pháp có thể giúp ta rời khỏi nơi này sao rời khỏi nơi này vì cái gì a à, nơi này không phải nhà của ngươi sao không phải rời khỏi cái nhà này mà là rời khỏi vụ ẩn thôn thậm chí rời khỏi thủy quốc Hả? Chiếu Mỹ Minh bị dọa nhảy dựng, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào Huy Dạ Danh lúc đó. "Ngươi muốn đi?" "Đúng vậy. Tôi phải đi." Huy Dạ Danh dùng sức gật đầu, ngữ khí phi thường kiên định. "Nhưng tại sao?" "Bởi vì..." Huy Dạ Danh do dự trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đưa ra lý do của mình. "Bởi vì trực giác của ta nói cho ta biết, nếu tiếp tục ở lại nơi này, tương lai ta nhất định sẽ chết." minh tỷ ta trời sinh có một loại đối với nguy hiểm cảm ứng trực giác của ta nói cho ta biết ta nếu là tiếp tục ở lại chỗ này nếu không vài năm ta nhất định sẽ chết ngươi cũng không hy vọng ta chết ở trước mặt của ngươi a à. nếu như có thể minh tỷ có thể giúp ta nghĩ biện pháp không lúc ấy chiếu mỹ minh nhìn huy dạ danh nghiêm túc như vậy cô cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt bởi vì nàng thật sự không hy vọng huy dạ danh chết ở trước mặt mình cho nên nàng đáp ứng thỉnh cầu của huy dạ danh thời gian trở lại hiện tại nhìn bộ dáng kích động của huy dạ danh chiếu mỹ minh nhẹ nhàng gật đầu cha tôi nói ông định phái một số trẻ em rời khỏi làng đến những làng ẩn khác phụ thân hy vọng bọn họ tốt nhất có thể lẻn vào ẩn thôn khác trở thành nằm vùng của vụ ẩn thôn chúng ta khi cần bọn họ có thể phát huy tác dụng nên có nếu như ngươi thật sự muốn rời khỏi nơi này như vậy ta có thể dẫn ngươi đi tìm phụ thân báo danh nằm vùng sao huy dạ danh thì thào một tiếng không nghĩ tới chiếu mỹ minh lại đưa ra phương pháp như vậy bất quá không thể không nói đây đúng là một cơ hội tốt nhất để rời khỏi vụ ẩn thôn vì cái mạng nhỏ của mình huy dạ danh không có quá nhiều do dự tốt minh tỷ ngươi hiện tại liền dẫn ta đi tìm phụ thân ngươi đi bây giờ sao chiếu mỹ minh sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới huy dạ danh lại vội vàng như vậy đúng vậy ngay bây giờ huy dạ danh gật gật đầu kéo bàn tay nhỏ bé của chiếu mỹ minh đứng lên chúng ta bây giờ đi tìm phụ thân ngươi được không cầu xin ngươi minh tỷ được được rồi nhìn huy dạ danh kéo tay mình khuôn mặt nhỏ nhắn của chiếu mỹ minh đỏ lên gật gật đầu giờ phút này nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt huy dạ danh khẩn cầu cứ như vậy huy dạ danh lôi kéo chiếu mỹ minh liền ra cửa hai tiểu gia hỏa một đường thẳng tới phía trước thủy ảnh đại lâu nhìn sương mù ẩn nhẫn hai bên cửa lớn huy dạ danh dừng bước minh tỷ dựa vào ngươi lấy thân phận của hắn là căn bản không có khả năng tùy ý ra vào thủy ảnh cao ốc chỉ có chiếu mỹ minh cái này tìm mỗi một tổ đại tiểu thư hơn nữa còn là thủy ảnh chi nữ mới có tư cách tùy ý tiến vào thủy ảnh cao ốc giao cho ta đi chiếu mỹ minh vỗ vỗ ngực cam đoan sau đó cất bước đi về phía hai người ẩn nhẫn minh tiểu thư nhìn cô gái đang tới gần hai người nhẫn nhịn trong sương mù vội vàng thi lễ chiếu mỹ minh thường xuyên đến thủy ảnh cao ốc tìm thủy ảnh chiếu mỹ không đời thứ ba cho nên ninja nơi này đều biết nàng chào mọi người chiếu mỹ minh ngọt ngào cười dẫn đầu cùng hai cái trong sương mù nhẫn chào hỏi sau đó nàng chỉ vào huy dạ danh cách đó không xa nói kia là đệ đệ của ta ta muốn dẫn hắn đi tìm phụ thân ta các ngươi có thể cho hắn cùng ta đi vào sao minh tiểu thư em trai của cô hai người trong sương mù nhịn sửng sốt nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc thủy ảnh đại nhân khi nào thì có con trai ai nha không phải chiếu mỹ minh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vội vàng giải thích nó là em họ tôi không phải em trai ruột của tôi thì ra là thế hai cái vụ ẩn trung nhẫn bừng tỉnh đại ngộ sau đó nghiêm túc đánh giá huy dạ danh một cái sau khi xác định huy dạ danh không phải niên gia hai người không hẹn mà cùng gật đầu nếu là em họ minh tiểu thư vậy đương nhiên có thể đi vào rồi vậy thì đa tạ chiếu mỹ minh vui vẻ cười vội vàng xoay người trở lại trước mặt Huy Dạ Danh. Đi thôi. Bọn họ đã đồng ý ta mang ngươi vào. Thật tốt quá. Huy Dạ Danh hoang hô một tiếng, giống như đã nhìn thấy hình ảnh mình rời khỏi thôn vụ ẩn. Dưới sự dẫn dắt của Chiếu Mỹ Minh, Huy Dạ Danh một đường đi lên, đi tới tầng cao nhất của thủy ảnh cao ốc. Đi lên cầu thang về sau, nơi này là một cái thẳng tắp thông đạo, tại thông đạo cuối cùng có một cánh cửa lớn. Đại môn phía trên có một cái bản hiệu, mặt trên rõ ràng viết thủy ảnh văn phòng năm chữ to. Chính là nơi đó sao? Huy Dạ Danh trong lòng rung lên. Giờ khắc này hắn nhịn không được có chút khẩn trương. Dù sao giờ phút này sẽ là thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh của hắn. Nếu như có thể thành công rời khỏi vụ ẩn thôn, như vậy tương lai của hắn tự nhiên là trời cao mặt cho chim bay, biển rộng bằng cá nhảy. Nhưng nếu như không thể thành công rời khỏi vụ ẩn thôn, như vậy tương lai của hắn phải nghiêm túc suy nghĩ nên như thế nào mới có thể sống sót dưới sông trọng giáp công của huy dạ nhất tộc và thời đại huyết vụ so với loại vận mệnh thứ nhất loại vận mệnh thứ hai hoàn toàn không phải huy dạ danh có thể nắm chắc dù sao hắn cũng không rõ huy dạ nhất tộc lúc nào mới có thể bị diệt tộc cũng không rõ ràng huyết vụ thời đại đến tộc cùng lúc nào mới có thể đến càng không biết đến lúc đó hắn có thể có được dạng thực lực gì nếu như thực lực mạnh một chút còn tốt thực lực yếu, vậy thật đúng là mặc cho người ta sâu xé thịt cá. Đi thôi. Danh, ngươi làm sao vậy? Thấy huy dạ danh ngẩn người, chiếu Mỹ Minh có chút nghi hoặc hỏi. Phục hồi tinh thần lại, huy dạ danh vội vàng lắc đầu. Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Ừ, chiếu Mỹ Minh kéo huy dạ danh đi đến văn phòng thủy ảnh. Phòng làm việc thủy ảnh, thủy ảnh Mỹ đời thứ ba tay không đang cầm một chồng tư liệu thật dày. Trên phần tư liệu này đều là tiểu hài tử từ 5 tuổi đến 7 tuổi của vụ ẩn thôn. Chính xác. Hắn đang chọn lựa thích hợp trở thành gián điệp tiểu hài nhi, dự định phái đi khác tứ đại ẩn thôn chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đội tứ đại ẩn thôn mà nói là chuyện rất thông thường, nói không chừng vào giờ phút này trong vụ ẩn thôn còn có gián điệp ẩn thôn khác tồn tại. Mà những hài nhi được chọn lựa này, một khi có thể thành công đánh vào bên trong ẩn thôn khác, đây đối với vụ ẩn thôn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vô luận là thu thập tư liệu về các ẩn thôn khác, tìm hiểu tình huống của các ẩn thôn khác, loại gián điệp thâm nhập nội bộ này đều có thể phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Ngay khi Chiếu Mỹ không cân nhắc chọn người, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Ai vậy? Chiếu theo bản năng Mỹ không hỏi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm khiến hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười. Là con A, phụ thân Nghe được thanh âm này Chiếu Mỹ không trong nháy mắt biến mất Ở trên chỗ ngồi Lần nữa xuất hiện thời điểm hắn cũng đã đứng ở cửa chỗ Mở cửa ra Nhất thời có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Đáng yêu đập vào mắt Sao ngươi lại tới đây Tiểu Minh Lúc nói chuyện Chiếu Mỹ không nhất thời chú ý tới Tiểu Nam Hài Đi theo sau Chiếu Mỹ Minh kia Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp Nhưng Chiếu Mỹ không vẫn nhận ra nam hài nhi này chính là tiểu hài nhi có quan hệ phi thường tốt với chiếu mỹ minh huy dạ danh tiểu tử kia bộ dạng vẫn là rất đáng yêu khó trách chiếu mỹ minh thích tìm hắn chơi như vậy phát hiện chiếu mỹ không chú ý tới mình huy dạ danh vội vàng thi lễ bái kiến thủy ảnh đại nhân từ chiếu mỹ không thu lại nụ cười trên mặt nghi hoặc hỏi chiếu mỹ minh tiểu minh sao ngươi mang hắn đến đây chiếu mỹ minh nhận thấy huy dạ danh có chút khẩn trương vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của hắn ra an ủi, đồng thời nói với Chiếu Mỹ không. Chúng ta vào trước rồi nói sau. Phụ thân. Chú ý tới động tác của Chiếu Mỹ Minh, Chiếu Mỹ không theo bản năng nhíu mày. Quan hệ giữa con gái và hắn quá mức thân mật đi. Bất quá nghĩ đến hai người đều là ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới tiểu thí hài nhi, hắn cũng liền thoải mái. Vào đi. Tránh ra cửa lớn, Chiếu Mỹ không để Chiếu Mỹ Minh và Huy Dạ Danh vào văn phòng đóng cửa lại chiếu mỹ không tự nhiên ngồi ở thủy ảnh chỗ ngồi nhìn nữ nhi đáng yêu trên mặt chiếu mỹ không không tự giác lộ ra nụ cười bây giờ con có thể nói cho cha biết hai người có chuyện gì không ân ừ. chiếu mỹ minh gật gật đầu lúc này chuẩn bị nói rõ ý đồ đến đây bất quá ngay lúc này huy dạ danh mở miệng trước hay là để ta nói đi minh tỷ huy dạ danh rất rõ ràng nếu như mình thật sự muốn lấy thân phận nằm vùng rời khỏi vụ ẩn thôn như vậy mình tốt nhất biểu hiện thành thục một chút dù sao làm một gã nằm vùng nếu quá mức non nớt khẳng định là không có biện pháp thông qua đối mặt với yêu cầu của huy dạ danh chiếu mỹ minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt gật gật đầu tỏ vẻ huy dạ danh tự mình nói hít sâu một hơi huy dạ danh lại thi lễ với chiếu mỹ không là như vậy thủy ảnh đại nhân ta nghe minh tỷ nói ngài giống như chuẩn bị chọn lựa một ít giống như ta loại tuổi tiểu hài tử đi ẩn thôn khác lẻn vào trở thành nằm vùng nghe nói chuyện này ta liền khẩn cầu minh tỷ dẫn ta tới nơi này bởi vì ta hy vọng thủy ảnh đại nhân có thể cho ta trở thành một thành viên nằm vùng hiểu rõ ý đồ đến đây của huy dạ danh chiếu mỹ không có chút giật mình ngươi muốn trở thành nằm vùng ẩn núp ở ẩn thôn khác vì sao đối mặt với vấn đề này Huy dạ danh do dự trong nháy mắt quyết định ăn ngay nói thật. ts sách mới các loại cầu, các đại thần ủng hộ nhiều hơn A. À? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Nội ứng huấn luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là như vậy, Thủy Ảnh Đại Nhân. Quy dạ danh vẻ mặt nghiêm túc giải thích: "Ta mặc dù còn không có học tập chiết xuất chakra trở thành ninja, nhưng là ta trời sinh có một loại thập phần nhạy bén đối với nguy hiểm trực giác. Một năm trước, ta đột nhiên sinh ra một loại trực giác nguy hiểm, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu như ta tiếp tục ở lại trong thôn, như vậy tương lai ta nhất định sẽ chết." Tôi tin vào bản năng của mình và vì điều đó, tôi muốn nhân cơ hội này để rời khỏi làng và tránh những nguy hiểm có thể xảy ra nghe được huy dạ danh đưa ra lý do chiếu mỹ không nhìn không được có chút buồn cười chỉ bằng vào cái này có thể trở thành ngươi muốn rời đi thôn lý do sao chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì huy dạ bộ tộc đối với ngươi xa lánh cho nên mới muốn rời đi thôn sao làm bằng hữu của chiếu mỹ minh chiếu mỹ không đương nhiên đối với huy dạ danh đã làm điều tra đối với huy dạ danh thập phần hiểu rõ hoặc là nói huy dạ danh ra đời vốn chính là hắn cho phép mới có thể xuất hiện nhưng thật đáng tiếc, người của hai gia tộc kết hợp cũng không có sinh ra một thiên tài như tưởng tượng, biểu hiện của Huy Dạ Danh cũng căn bản không liên quan đến thiên tài. Cũng không phải, Thủy Ảnh đại nhân. Huy Dạ Danh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Chiếu Mỹ không nói. Thái độ của những người trong gia tộc đối với ta như thế nào ta căn bản không quan tâm, cho dù bọn họ vẫn nhìn không nổi ta cũng sẽ không để trong lòng, ta đúng là bởi vì trực giác nguy hiểm cho nên mới muốn trở thành một gã nằm vùng rời khỏi thôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy Dạ Danh nghiêm túc, chiếu Mỹ không trầm mặt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, từ lúc xuất hiện nhìn thấy mặt đầu tiên của mình, biểu hiện của Huy Dạ Danh căn bản không giống như một đứa trẻ. Hắn có được tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục. Mà người như vậy, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để trở thành nằm vùng. Về phần mặt tu có trực giác, chiếu Mỹ không đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá nếu có người nguyện ý chủ động lựa chọn trở thành nằm vùng, hơn nữa người này còn là bạn của Chiếu Mỹ Minh, vậy hắn tự hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Sau khi suy nghĩ một lát, Chiếu Mỹ không đột nhiên mở miệng hỏi. "Huy Dạ Danh, ngươi xác định ngươi nguyện ý trở thành người nằm vùng của thôn phái đến ẩn thôn khác sao?" Nghe được vấn đề này, Chiếu Mỹ không nhất thời hiểu được thành bại ở hành động này. Không có bất kỳ nguyên nhân nào, hắn dùng sức gật đầu ta nguyện ý thủy ảnh đại nhân tốt lắm chiếu mỹ không đánh đinh nói ngày mai bắt đầu sẽ có người tới tìm ngươi đối với ngươi tiến hành nằm vùng huấn luyện chờ ngươi huấn luyện đạt tiêu chuẩn về sau như vậy ta sẽ đem ngươi phái đi cái khác ẩn thôn trở thành chúng ta vụ ẩn thôn ẩn núp ở cái khác thôn nằm vùng đa tạ thủy ảnh đại nhân huy dạ danh cúi đầu cảm tạ vui sướng trong lòng cũng sắp viết ở trên mặt cuối cùng cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái thôn nguy hiểm này từ khi sinh ra đến bây giờ suốt sáu năm thời gian hắn không lúc nào là không vì tương lai của mình mà lo lắng mà hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng sống sót không dễ dàng a à. ngươi đi trước đi chiếu mỹ không khoác tay nói trở về hảo hảo chuẩn bị một chút muốn trở thành một tên hợp cách nằm vùng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng đâu vâng thủy ảnh đại nhân Huy dạ danh cảm kích cười, lại thi lễ một cái rồi xoay người rời đi. Thấy Huy dạ danh muốn đi, theo bản năng Mỹ Minh chuẩn bị đuổi theo. Bất quá nàng lại bị chiếu Mỹ không gọi lại. Chờ một chút. Tiểu Minh, ta có lời muốn nói với ngươi. Hả? Chiếu Mỹ Minh chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nàng còn định cùng Huy dạ danh hảo hảo tâm sự đây. Bất quá chiếu Mỹ không cũng mở miệng, nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt, đành phải triêu Huy dạ danh nói vậy tiểu danh ngươi về trước đi lát nữa ta lại đến tìm ngươi tốt cảm ơn minh tỷ huy dạ danh gật gật đầu lập tức rời khỏi văn phòng thủy ảnh sau khi ra khỏi cửa anh còn cẩn thận đóng kỹ cửa phòng làm việc nhìn biểu hiện của huy dạ danh chiếu mỹ không hài lòng gật gật đầu thật sự là một hài tử cẩn thận thu hồi ánh mắt chiếu mỹ không nhìn chiếu mỹ minh không nói gì chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá chính mình cái này đáng yêu nữ nhi. Cha, cha nhìn con như vậy làm gì? Chiếu Mỹ Minh nghi hoặc chớp chớp đôi mắt xanh biết xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy nghi hoặc. Nhẹ nhàng cười, Chiếu Mỹ không có chút tò mò hỏi. Tiểu Minh, cậu nghĩ gì về người bạn này? Trong lòng cậu cậu ta có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Chiếu Mỹ Minh đương nhiên nói. Tiểu danh hắn chính là ta nhìn lớn lên ở trong lòng của ta hắn cũng giống như thân đệ đệ của ta quan trọng như vậy sao chiếu mỹ không gật gật đầu lại hỏi nếu anh ta rất quan trọng với cô vậy tại sao cô lại giúp anh ta trở thành cảnh sát chìm ngươi phải biết rằng một khi hắn thông qua nằm vùng huấn luyện hắn sẽ rời khỏi sương ẩn thôn không biết khi nào mới có thể trở về thậm chí nếu như hắn bị thôn nằm vùng phát hiện thân phận có thể vĩnh viễn cũng không thể trở lại nơi này các ngươi từ biệt rất có thể cả đời cũng không thể gặp lại. Nghe được lời của Chiếu Mỹ không, trong mắt Chiếu Mỹ Minh có lệ quan chấp động. Nghĩ đến tình huống như vậy, trong lòng cô không nhìn được khổ sở. Con biết mà. Phụ thân. Chiếu Mỹ Minh lau nước mắt nơi khóe mắt, đồng dạng lộ ra biểu tình vô cùng nghiêm túc. Nhưng so với không bao giờ gặp lại nhũ danh, ta càng không hy vọng nhìn thấy hắn chết ở trước mặt của ta. Nhìn nước mắt trong mắt nữ nhi, chiếu mỹ không trong lòng căng thẳng vô cùng đau lòng hắn cho rằng nữ nhi không hiểu lại không nghĩ tới nữ nhi dĩ nhiên cái gì cũng hiểu này chiếu mỹ không thở dài một hơi nói tiểu minh cái mà hắn gọi là trực giác nguy hiểm kỳ thật chỉ là một loại ý nghĩ không cần phải có mà thôi nếu như ngươi thật sự luyến tiếc hắn ta có thể hủy bỏ hắn nằm vùng nhiệm vụ hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn ta sẽ giúp ngươi che chở hắn cả đời tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết ở trước mặt của ngươi đối mặt với lời hứa của chiếu mỹ không chiếu mỹ minh lại lắc đầu không cần đâu phụ thân kỳ thật ta cũng nói như vậy với nhũ danh nhưng hắn nói cho ta biết chỉ cần hắn ở lại trong thôn như vậy vô luận có được che chở như thế nào đều sẽ chết ta tin tưởng hắn vậy ngươi là không tin phụ thân rồi chiếu mỹ không có chút bất mãn nói không có ta cũng tin tưởng phụ thân. Chiếu Mỹ Minh lại lắc đầu nói. Nhưng là ta tôn trọng nhũ danh, cũng tôn trọng lựa chọn của hắn, hơn nữa hắn đã đáp ứng ta, chờ hắn cảm thấy thôn đã không thể cho hắn mang đến nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ trở về. Chiếu Mỹ không lắc đầu, hắn thật sự không có biện pháp lý giải tiểu hài tử ý nghĩ. Mà hắn sở dĩ muốn cho huy dạ danh lưu lại, cũng chỉ là không hy vọng nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh thương tâm mà thôi. Được rồi đã như vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi cũng hảo hảo quý trọng đoạn thời gian hai người ở chung cuối cùng này đi. Từ, Chiếu Mỹ Minh gật đầu, có chút khẩn cấp cáo từ nói. Vậy con đi trước đây. Phụ thân. Đi thôi. Chiếu Mỹ không khoát tay, đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi. Thật sự là hai tiểu hài tử kỳ quái. Sau khi rời khỏi văn phòng thủy ảnh, Chiếu Mỹ Minh lập tức tìm được huy dạ danh. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lặng làm bạn với anh, cùng anh ăn cơm, cùng đi dạo phố, mãi đến chạng vạn mới cáo từ về nhà. Ngày hôm sau Huy dạ danh vừa mới rời giường, cửa phòng liền bị gõ vang. Là Minh Tỷ sao? Sao lại tới sớm như vậy? Huy dạ danh nghi hoặc thì thào một tiếng, đi tới cửa mở cửa phòng. Chờ cửa phòng mở ra, đập vào mắt hắn cũng không phải là chiếu Mỹ Minh đáng yêu xinh đẹp mà là một người ẩn nhẫn vũ trang đầy đủ nhìn Huy dạ danh, vụ ẩn nhẫn giả mặt không chút thay đổi mở miệng hỏi. Huy dạ danh sao? Là ta. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tiến hành huấn luyện nằm vùng. Nói xong, vụ ẩn nhẫn giả xoay người rời đi, không hề có ý chờ đợi Huy dạ danh. Thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay huấn luyện đã bắt đầu. Huy dạ danh vỗ đầu, vội vàng đóng cửa đi theo. Theo vụ ẩn nhẫn giả, Huy dạ danh đi tới một sân huấn luyện cũng không có những người khác tồn tại, vụ ẩn nhẫn giả một chọi một tiến hành nằm vùng huấn luyện huy dạ danh. Tuy rằng tên là nằm vùng huấn luyện, thế nhưng vụ ẩn nhẫn giả cũng không có dạy huy dạ danh tu luyện chát ra, về phần nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật gì đó thì càng đừng nói. Vụ ẩn nhẫn giả chỉ là để cho huy dạ danh khắc ghi các loại dấu hiệu truyền tin bí ẩn cùng ám ngữ liên lạc bí ẩn, để sau khi ẩn nút thành công sẽ truyền tin tình báo. Dựa theo lời của người ẩn nhẫn sương mù này mà nói, loại người không hề cha ra như huy dạ danh thích hợp ẩn núp ở trong ẩn thôn khác nhất. Nếu như có cha ra, mặc kệ ngươi diễn có giống hay không, đều rất khó có được tín nhiệm của các thôn ẩn khác. Mà đối với ký hiệu truyền tin cùng ám ngữ liên lạc, chỉ cần tự ký cứng rắn là được. Cũng không biết có phải bởi vì xuyên việc mà đến hay không, Huy dạ danh phát hiện trong trí nhớ của mình tương đối ưu tú, cơ hồ đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ. Cũng chính bởi vì như thế, nằm vùng huấn luyện phi thường thuận lợi ngay cả người nằm vùng huấn luyện huy dạ danh cũng nói hắn quả thực là nhân tài vì nằm vùng mà sinh ra đảo mắt thời gian nửa tháng trôi qua người ẩn nhẫn giật mình phát hiện mình dĩ nhiên không có bất kỳ tri thức nằm vùng nào có thể dạy cho huy dạ danh bởi vì tất cả tri thức nằm vùng đều được huy dạ danh nhớ kỹ hơn nửa học được câu nói nói trải qua nửa tháng nằm vùng huấn luyện huy dạ danh đã là một nằm vùng đủ tư cách buổi chiều lúc huấn luyện kết thúc chuẩn bị về nhà huy dạ danh tò mò hỏi người ẩn nhẫn sư phụ xin hỏi ngày mai chúng ta học cái gì vụ ẩn nhẫn giả nhẹ nhàng lắc đầu vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi lần đầu tiên gặp mặt huấn luyện đã hoàn thành ngươi đã thông qua khảo thí của ta hiện tại ngươi đã là một vị hợp cách nằm vùng rồi ngày mai ngươi không cần dùng đến ta sẽ đem tình huống của ngươi hướng thủy ảnh đại nhân báo cáo chờ thủy ảnh đại nhân quyết định tốt đem ngươi phái đi cái nào ẩn thôn về sau ngươi có thể xuất phát đi chấp hành nằm vùng nhiệm vụ. Như vậy sao? Huy dạ danh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng vụ ẩn nhẫn giả dạ cúi đầu cảm tạ nói. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã dạy dỗ trong khoảng thời gian này. PS sách mới các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn A. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương không lên đường một dịp bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của huy dạ danh vụ ẩn nhẫn giả do dự trong nháy mắt hỏi hắn một vấn đề danh người có ẩn thôn nào muốn đi không muốn đi tới ẩn thôn huy dạ danh sửng sốt có chút kinh hỉ hỏi ta còn có thể quyết định ẩn thôn của mình sao cũng không thể vụ ẩn nhẫn giả dứt khoát lắc đầu nói bất quá nếu như ngươi có tương đối muốn đi ẩn thôn ta có thể cùng thủy ảnh đại nhân biểu đạt một chút ý nghĩ của ngươi may mắn nói không chừng thủy ảnh đại nhân sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi như vậy à nụ cười của huy dạ danh cứng lại trên mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút huy dạ danh nói nếu như có thể ta ngược lại là muốn đi mộc dịp thôn bởi vì ta nghe nói một dịp thôn là những giới cường đại nhất ẩn thôn có chút muốn đi kiến thức một chút đâu một dịp sao? Ta biết rồi. Vụ ẩn nhẫn giả gật đầu, xoay người trực tiếp biến mất trước mặt Huy dạ danh. Huy dạ danh cũng không thèm để ý, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã thành thói quen vị lão sư này xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, đây là cấp bậc cao thuấn thân thuộc mới có thể có hiệu quả, liền ninja đều không phải hắn căn bản không có học tập tư cách. Xoay người, Huy dạ danh rời khỏi sân huấn luyện về nhà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chiếu mỹ minh hẳn là đang ở trong nhà hắn chờ hắn trở về văn phòng bóng nước vụ ẩn nhẫn giả biến mất ở trước mặt huy dạ danh giờ phút này đang đứng ở trước mặt thủy ảnh chiếu mỹ không đời thứ ba thủy ảnh đại nhân khóa huấn luyện nằm vùng của huy dạ danh đã kết thúc hắn hiện tại đã là một nằm vùng đủ tư cách ồ nhanh vậy sao trên mặt chiếu mỹ không có chút kinh ngạc dĩ vãng tối thiểu cũng cần mấy tháng huấn luyện mới có người đủ tư cách xuất hiện lúc này đây dĩ nhiên mới nửa tháng cũng đã có người đủ tư cách sao huy dạ danh sao một thân ảnh nho nhỏ hiện ra trong đầu chiếu mỹ không nhìn không được thở dài một hơi hắn cũng không nghĩ tới huy dạ danh lại thông qua huấn luyện nằm vùng nhanh như vậy chờ huy dạ danh đi rồi chiếu mỹ minh nhất định sẽ rất thương tâm chứ khuôn mặt thành thục lộ ra vẻ bất đắc dĩ chiếu mỹ không mở miệng hỏi nếu hắn đã thông qua huấn luyện, vậy để cho hắn bắt đầu chấp hành nằm vùng nhiệm vụ đi. Đúng là có một người. Vụ ẩn nhẫn giả ăn ngay nói thật. Hắn nói hắn muốn đi một dịp thôn kiến thức một chút. Một dịp sao? Chiếu Mỹ không thản nhiên cười, đánh nhịp nói. Ngươi đưa hắn đến một dịp thôn hỏa quốc, về phần thời gian xuất phát. Định ở ba ngày sau đi. Vâng. Thủy ảnh đại nhân vụ ẩn nhẫn giả lĩnh mệnh rời đi đảo mắt ba ngày trôi qua huy dạ danh gia huy dạ danh đang nấu cơm hôm nay chiếu mỹ minh mang đến cho hắn một con cá cho nên hắn định làm cá kho tàu ăn cá kho tàu còn chưa làm xong mùi thơm đã bay tới phòng khách trong phòng khách chiếu mỹ minh ngửi mùi cá kho tàu nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng thơm quá tiểu danh cá kho tàu của em khi nào thì làm xong sắp rồi. thanh âm huy dạ danh từ phòng bếp truyền đến. chiếu mỹ minh còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. ai? nhũ danh còn có bằng hữu khác sao? chiếu mỹ minh nghi hoặc chớp chớp mắt, đứng dậy đi tới cửa. cửa phòng mở ra, một người ẩn nhẫn xuất hiện trước mặt chiếu mỹ minh. bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt một chút. ngươi là ai a? nơi này không phải là huy dạ danh gia sao? Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời sửng sốt một chút. Cuối cùng Chiếu Mỹ Minh mở miệng hỏi. Nơi này chính là huy dạ danh gia, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Từ vụ ẩn nhẫn giả gật đầu nói. Ta nhận mệnh lệnh của Thủy Ảnh Đại Nhân mang huy dạ danh rời thôn làm nhiệm vụ. Cái gì? Trong lòng Chiếu Mỹ Minh rung lên, cả người đều sững sờ. Nàng biết huy dạ danh phải đi, lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy về phần đi làm nhiệm vụ gì căn bản không cần người ẩn nhẫn trước mặt này nói cô cũng có thể biết tuyệt đối là nhiệm vụ nằm vùng giờ phút này vụ ẩn nhẫn giả đã nhận ra thân phận của chiếu mỹ minh minh tiểu thư cô có thể để huy dạ danh tới gặp tôi không thanh âm ninja đem chiếu mỹ minh bừng tỉnh nước mắt của nàng không ngừng từ trong mắt chảy ra chờ chờ một chút được không chúng ta ăn xong bữa trưa cuối cùng trước khi để cậu ấy đi với cậu. Một bữa cơm trưa sao? Không thành vấn đề. Vụ ẩn nhẫn giả gật đầu, trong nháy mắt biến mất trước mặt Chiếu Mỹ Minh. Chiếu Mỹ Minh nhanh chóng lau nước mắt khóe mắt, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Bữa cơm cuối cùng, cô không hy vọng mang theo nước mắt. Nhưng muốn huy dạ danh lập tức phải đi, nàng lại nhìn không được muốn khóc. Minh tỷ, nên ăn cơm rồi chị đứng ở cửa làm gì đột nhiên thanh âm huy dạ danh từ sau lưng truyền đến chiếu mỹ minh vội vàng lau khô nước mắt trên mặt nụ cười sáng lạng nở rộ trên mặt lập tức tới ngay tôi chỉ mở cửa hít thở không khí trong lành mà thôi màu tới ăn đi lát nữa đồ ăn sẽ nguội huy dạ danh thúc giục một lát sau huy dạ danh và chiếu mỹ minh ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trước mặt mỗi người đều có nửa con cá kho tàu. Ăn cá kho tàu mỹ vị, ăn như nhai sát. Nghĩ đến ăn xong bữa cơm này huy dạ danh sẽ rời đi, cô không nhìn được muốn lau nước mắt. Một đứa bé 8 tuổi mà thôi, làm sao có thể khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ đây? Đối diện nàng, huy dạ danh tướng tất cả đều nhìn vào mắt, nhất thời ý thức được cái gì? Đến lúc rồi sao? Không nói thêm gì, huy dạ danh và chiếu mỹ minh yên tĩnh ăn xong đoạn cơm này đem bát đổ thu thập xong rửa sạch sẽ huy dạ danh đi tới trước mặt chiếu mỹ minh tên ta chiếu mỹ minh tựa hồ muốn nói cái gì lại bị huy dạ danh cắt đứt minh tỷ huy dạ danh từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho chiếu mỹ minh đây là chìa khóa nơi này có rảnh thì phiền anh giúp tôi dọn dẹp một chút nếu thôn muốn phân phối gian phòng này cho người khác thì thôi ngơ ngác nhận lấy chìa khóa chiếu mỹ minh ngơ ngác nhìn chăm chú vào huy dạ danh lại không biết nên nói cái gì cho phải mở hai tay ra huy dạ danh cho chiếu mỹ minh một cái ôm vừa chạm là chia tay ta đi đây minh tỷ nói xong huy dạ danh xoay người rời đi hắn không dám quay đầu lại bởi vì hắn cũng có nước mắt động trên mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng huy dạ danh cũng không biết qua bao lâu chiếu mỹ minh đột nhiên lớn tiếng hô ngươi nhất định phải trở về a à? dưới lầu huy dạ danh dừng bước chú ý tới một màn này vụ ẩn nhẫn giả cũng dừng bước luyến tiếc sao không không có huy dạ danh lắc đầu theo vụ ẩn nhẫn giả đi ra ngoài thôn sau lưng bọn họ chiếu mỹ minh đột nhiên từ trong phòng vọt ra đứng ở lan can khóc không thành tiếng đừng quên tôi nhũ danh ta sẽ không quên ngươi minh tỷ rời khỏi vụ ẩn thôn huy dạ danh thở phào nhẹ nhõm nếu như nói trong thôn này có cái gì là hắn luyến tiếc vậy cũng chỉ có chiếu mỹ minh với tư cách là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của hắn đi tới thế giới này hắn rất coi trọng đoạn tình bạn này nếu không là vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ cùng chiếu mỹ minh ở bên nhau cả đời cũng là chuyện không tồi bất quá sau đó huy dạ danh liền hết chỗ nói bởi vì vụ ẩn nhẫn giả để cho hắn tự mình nghĩ biện pháp rời khỏi thủy chi quốc. Cũng may huy dạ danh vận khí không tệ, tìm được một thương đội muốn đi hỏa quốc đại danh phủ buôn bán, dưới sự khẩn cầu của hắn, lão bản thương đội tỏ vẻ nguyện ý dẫn hắn đi cùng. Sau khi tiến vào hỏa quốc lại cùng nhau hành động mấy ngày, thẳng đến khi không thể không chia tay, ông chủ thương đội chỉ dẫn phương hướng của một dịp cho huy dạ danh lúc này mới chia tay. Mà lúc này, vụ ẩn nhẫn giả không biết từ nơi nào xuất hiện ở huy dạ danh trước mặt hơn nữa mang hắn hướng mộc dịp đi đến một đường không nói chuyện tổng cộng mất hơn 10 ngày huy dạ danh rốt cục đi tới bên ngoài mộc dịp thôn trong một trường cây nhỏ vụ ẩn nhẫn giả chỉ vào tường vây của mộc dịp nói danh nơi đó chính là mộc dịp người tốt nhất lấy lưu lạc cô nhi thân phận tiến vào mộc dịp đối với các ngươi như vậy cô nhi mộc dịp sẽ đem các ngươi an trí ở trong cô nhi viện chờ ngươi thông qua một dịp giám thị chỉ cần ngươi không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào như vậy chờ ngươi thông qua giám thị về sau bọn họ hẳn là sẽ cho ngươi tiến vào niên gia trường học tập chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ngươi có thể từng bước một trở thành một dịp niên gia thành công trở thành chúng ta vụ ẩn thôn tại một dịp nằm vùng đương nhiên ngươi ẩn nhẫn nói thoải mái trên thực tế đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng một khi lộ ra bất kỳ sơ hở nào để Mộc Diệp xác định Huy Dạ Danh là nằm vùng của thôn khác phái tới, lấy Huy Dạ Danh không có bất kỳ thực lực nào mà nói, đó chính là cục diện phải chết. Bất quá cũng chính bởi vì Huy Dạ Danh không có bất kỳ thực lực nào, hắn hẳn là có thể dễ dàng thông qua Mộc Diệp giám thị. Ta biết rồi. Huy Dạ Danh gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Vậy tôi đi đây. Vụ ẩn nhẫn giả xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Sư phụ. Huy dạ danh đột nhiên mở miệng gọi vụ ẩn nhẫn giả lại. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của vụ ẩn nhẫn giả, Huy dạ danh có chút ngượng ngùng hỏi. Sư phụ, ta có thể biết tên của ngươi không? Ngoại trừ chiếu Mỹ Minh ra, sương mù ẩn nhẫn giả trước mặt này chính là người hắn quen thuộc thứ hai trên thế giới này, cho nên Huy dạ danh muốn nhớ kỹ tên của hắn. Tên sao? Chỉ do dự trong nháy mắt, vụ ẩn nhẫn giả liền biến mất trước mặt Huy dạ danh. Đồng thời, trong không khí vang vọng thanh âm của một cái tên sơn trà thập tàn hả huy dạ danh mở to hai mắt nhìn cái tên này có chút quen tai a à? hình như là tương lai vụ ẩn thôn nhẫn đau một trong bảy người chúng chém đầu đại đau người sở hữu tương lai hiểu tổ chức thành viên một trong truyện tranh cùng trò chơi so sánh với hiện thực vẫn có chênh lệch tương đối lớn hơn nữa sơn trà thập tàn hiện tại cũng không phải bộ dáng trong trí nhớ cũng không thể có được đại đao chém đầu, bởi vậy lúc trước hắn cũng không thể nhận ra sơn trà thập tàn. TF sách mới các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn A. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Hô kết đệ tam Saruti Hirun. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio huy dạ danh cũng không nghĩ tới lão sư dạy mình trở thành nằm vùng lại là một đại nhân vật như vậy lắc đầu huy dạ danh không suy nghĩ nhiều cất bước đi tới cửa lớn một dịp thôn bất quá đi chưa được hai bước huy dạ danh đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên dừng bước chỉ thấy hắn nằm ngay tại chỗ trên mặt đất sau đó lăn hai vòng trên mặt đất vốn sạch sẽ hắn trực tiếp biến thành mặt xám mày tro không chỉ như thế huy dạ danh còn cố ý đụng vào cành cây để cành cây đâm thủng quần áo của mình. Trải qua, cải tạo như vậy, đáng yêu huy dạ danh trong nháy mắt liền biến thành một cái tiểu khất cái bộ dáng. Như vậy mới phù hợp với thân phận của ta. Khóe miệng cười, huy dạ danh lúc này mới yên tâm đi về phía cửa lớn một dịp. Sau khi hắn rời đi, thân ảnh sơn trà thập tàn lại xuất hiện. Vừa rồi huy dạ danh hành động, hắn đều nhìn thấy hết. Quả nhiên là một thiên tài thích hợp nằm vùng sơn trà thập tàn mỉm cười rốt cục yên tâm rời đi nếu như vừa rồi huy dạ danh không chuẩn bị như vậy hắn sẽ lại hiện thân cho huy dạ danh một bài học nằm vùng cuối cùng cũng may đệ tử này của hắn cũng không có để cho hắn thất vọng không bao lâu huy dạ danh đi tới trước cửa lớn của một dịp tại một dịp cửa lớn có hai vị niên gia thủ hộ nói như vậy giống như vậy niên gia thủ môn ít nhất cũng là trung nhẫn cấp bậc tồn tại mặc dù trong thế giới này nhẫn không tính là cường giả gì, nhưng cũng không phải tồn tại nhỏ yếu. Ít nhất đối với huy dạ danh hiện tại mà nói, hai trung nhẫn trước mặt là cường giả hắn tuyệt đối không thể chống lại. Đương nhiên, hiện tại một dịp thủ môn ninja còn không phải cái kia họa ảnh mê nhóm quen thuộc thần Nguyệt Xuất Vân cùng cương tử thiết tổ hợp, mà là hai cái người qua đường nhân vật. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Đó chính là huy dạ danh bị hai vị ninja thủ môn này ngăn cản. Bất cứ ai đi qua cổng gỗ sẽ bị kiểm tra bởi hai ninja gác cổng để xác định xem bạn có phải là gián điệp lẻn vào hay không. Tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng thoạt nhìn chỉ có một con nho nhỏ, diện mạo tương đối đáng yêu huy dạ danh là gián điệp đến từ ẩn thôn khác, nhưng tiến hành kiểm tra đối với mục tiêu xa lạ là chuyện bọn họ nhất định phải làm. Người tên là gì? Thoạt nhìn kém không nhiều lắm 30 tuổi chừng ninja đại thúc hỏi huy dạ danh đạo bên cạnh một cái khác trẻ tuổi một ít một dịp ninja còn lại là cầm sổ cùng bút làm ghi chép. Đối mặt với ninja chất vấn, huy dạ danh biểu hiện thập phần khách khí lễ phép. Xin chào hai vị ninja đại thúc, tên của ta là huy dạ danh. Huy dạ danh sao? Ninja đại thúc gật gật đầu, thiếu chút nữa nhìn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của huy dạ danh. Tiểu gia hỏa này bộ dạng thật sự là quá đáng yêu anh vẫn luôn hy vọng có thể có một đứa con trai đáng yêu như vậy nhưng thật đáng tiếc vợ sinh cho anh một đứa con gái ngươi từ đâu tới ninja đại thúc hỏi tiếp đối mặt với vấn đề này huy dạ danh suy nghĩ trong nháy mắt cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật chân thành mới là vũ khí có lợi nhất đặc biệt là đối với người yếu đuối như hắn hơn nữa huy dạ danh cũng không cho rằng mình ngụy trang có thể giấu giếm được một dịp nhiều cường giả như vậy thay vì đợi đến khi bị người phát hiện đâm thủng thân phận của mình còn không bằng mình chủ động thẳng thắn nghĩ đến đây huy dạ danh mỉm cười trả lời ta đến từ thủy quốc vụ ẩn thôn hả nghe được đáp án này hai mộc dịp ninja nhất thời sửng sốt một chút chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau ánh mắt trở nên sắc bén ngươi tới mộc dịp chúng ta có mục đích gì ninja đại thúc hỏi tay phải đỡ ở trên đùi nhẫn cụ mặt trên hiển nhiên đã tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Huy dạ danh đối với chuyện này dường như không hề hay biết, ăn ngay nói thật. Ta muốn gia nhập một dịp thôn. Lại là một đáp án ngoài dự đoán của mọi người, làm cho ninja gia đại thúc ngay ngốc tại chỗ. Bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cau mày hỏi. Tiểu tử kia, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ, ninja gia đại thúc. Huy dạ danh chủ động thẳng thắn nói kỳ thật ta là vụ ẩn thôn huy dạ nhất tộc người nhưng cũng không phải ninja bởi vì ta trời sinh cũng không có cái gì thiên phú cho nên không ai nguyện ý trợ giúp ta trở thành ninja hơn nữa cha mẹ tôi đã chết khi tôi ba tuổi ở trong gia tộc tôi không nơi nương tự chỉ có thể bị người khi dễ bắt đầu từ lúc đó ta muốn thoát khỏi vụ ẩn thôn thoát khỏi huy dạ nhất tộc ngay tại hơn nửa tháng trước ta rốt cục tìm được cơ hội một mình từ trong gia tộc trốn ra bởi vì ta sợ bị người phát hiện, một lần nữa bị bắt trở về, cho nên ta rời khỏi thủy quốc đi tới hỏa quốc. Ta đã sớm nghe nói qua, một dịp thôn của hỏa quốc tôn sùng ý chí của hỏa quốc là một thôn đoàn kết hữu ái. Tôi luôn mong muốn được sống trong một ngôi làng như thế này, vì vậy tôi đã đến đây với hy vọng có thể tham gia với Kiba và trở thành một thành viên của Kiba. Giải thích xong ý đồ của mình, Huy Dạ danh hướng hai ninja đại thúc cúi đầu, hỏi: Hai vị ninja đại thúc xin hỏi ta có thể gia nhập một dịp thôn không? Câu hỏi này khiến cả hai ninja đều ngây ngẩn cả người. Nhìn ánh mắt to đáng yêu của Huy Dạ danh tràng ngập chờ mong, ninja đại thúc hỏi trong lòng yên lặng làm một quyết định. Trầm ngâm một lát, ninja đại thúc mở miệng nói: "Tiểu tử kia, ta cũng không rõ ràng lắm ngươi có thể gia nhập thôn của chúng ta hay không, bất quá ta nguyện ý trợ giúp ngươi đem tình huống của ngươi hướng họa ảnh đại nhân báo cáo." nếu như họa ảnh đại nhân đồng ý ngươi gia nhập một dịp, như vậy ngươi có thể trở thành một dịp người thật sao huy dạ danh hai mắt sáng ngời trong đôi mắt to nhìn về phía niêm gia đại thúc tràn ngập cảm kích cảm ơn chú niêm gia cảm ơn chú đã giúp đỡ cùng lúc đó ninja gia ghi chép tin tức nhíu mày nhìn thoáng qua chú niêm gia đang hỏi có cần thiết không một thành tên là một thành niêm gia đại thúc nhìn đồng bạn một cái vẻ mặt chân thành nói tiểu tử kia rất đáng thương ta thật sự rất muốn giúp hắn phong vậy được rồi tùy ngươi tên là phong một dịp ninja bất đắc dĩ lắc đầu đem ghi chép tốt tin tức từ trên sổ xé xuống đưa cho ninja mộc thành vậy nơi này tạm thời nhờ cậy ngươi mộc thành tiếp nhận tin tức của huy dạ danh ánh mắt dựng trên người huy dạ danh đi theo ta tiểu tử kia ta dẫn ngươi đi gặp hỏa ảnh đại nhân. Cảm ơn ngài, đại thúc. Huy dạ danh lần thứ hai cúi đầu, hơn nữa cũng cúi chào một dịp ninja tên là Phong, lúc này mới cất bước đuổi theo ninja Mộc Thành. Nhìn bóng lưng hai người, một dịp ninja tên là Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mộc Thành thật đúng là thiện lương. Bất quá cũng chính vì vậy, Mộc Thành mới là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đi theo ninja Mộc Thành tiến vào một dịp, trong nháy mắt huy dạ danh đã bị mộc diệp phùng hoa sợ ngay người. Khác với thôn vụ ẩn quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, thập phần quạng cu ẻ, trong lá cây khắp nơi đều là cư dân lui tới, kiến trúc dày đặc, nhân khẩu phong phú, thôn náo nhiệt như vậy là lần đầu tiên huy dạ danh nhìn thấy. Náo nhiệt chứ? Nhìn thấy bộ dáng huy dạ danh bị dọa, ninja mộc thành nhìn không được cười ha ha, hơn nữa thập phần đắc ý nói. Mộc dịp chúng ta là thôn phồn hoa nhất trong ngũ đại ẩn thôn. Cũng là thôn cường đại nhất. Đúng là như vậy. Huy dạ danh gật đầu đồng ý, so với một dịp, vụ ẩn thôn quả thực giống như vùng núi xa xôi. Nghe được câu trả lời này, Mộc thành nhìn không được lại bị huy dạ danh chọc cười. Một đường đi tới hỏa ảnh cao ốc, huy dạ danh thật sự mở rộng tầm mắt. Một dịp to lớn cùng phồn hoa căn bản không giống như là một cái thôn ngược lại giống như là một tòa thành lớn. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm trở thành một thành viên của một dịp, huy dạ danh cảm giác tương lai của mình tuyệt đối sẽ không nhàm chán giống như trước kia. Một thành giống như ninja gác cổng tòa nhà hỏa ảnh sau khi báo cáo liền mang theo huy dạ danh ở cửa chờ đợi. Không bao lâu, ninja thủ môn hỏa ảnh cao ốc quay lại, nói với một thành. Hỏa ảnh đại nhân cho các ngươi đi gặp hắn. Đa tạ. Một thành cảm kích cười kéo huy dạ danh đi vào hỏa ảnh đại lâu. Hỏa ảnh cao ốc bên trong người cũng rất nhiều, lui tới toàn bộ đều là niên gia. Dưới sự dẫn dắt của Mộc Thành huy dạ danh đi tới ngoài cửa phòng làm việc hỏa ảnh cao tầng nhất. Mộc Thành đưa tay gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm trung khí mười phần. Vào đi. Mộc Thành lúc này mới đẩy cửa ra, mang theo huy dạ danh đi vào trong phòng làm việc hỏa ảnh. Phòng làm việc này rất lớn, so với phòng làm việc thủy ảnh huy dạ danh từng thấy càng lớn hơn, hơn nữa còn tràn ngập ánh sáng. Dù sao nơi này là lá gỗ, mà không phải quanh năm bị sương mù bao phủ vụ ẩn thôn. Mà ở vị trí hỏa ảnh, một nam nhân trung niên dáng người thấp bé lại tản ra khí thế cường đại đang ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc hỏa ảnh ngự thần bào, tướng mạo hiền lành mà giàu có uy nghiêm, cùng huy dạ danh trong trí nhớ ba đời hỏa ảnh bộ dáng quả thực giống nhau như đúc. Hỏa ảnh đại nhân mộc thành không nói nhảm cung kính đem tin tức của huy dạ danh đặt ở trước mặt họa ảnh viên phi nhật trảm đời thứ ba hơn nữa còn biểu đạt ý nguyện muốn gia nhập một dịp của huy dạ danh sau khi nghe xong viên phi nhật trảm lúc này mới ngẩng đầu nhìn huy dạ danh một cái cái nhìn này mang theo xem kỹ làm cho huy dạ danh có loại cảm giác không rét mà run trực giác của hắn nói cho hắn biết nếu viên phi nhật trảm muốn giết chết hắn tuyệt đối là một chuyện dễ dàng cũng may viên phi nhật trảm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Một lát sau, viên phi nhật trảm đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu tử kia, ngươi có phải là gián điệp của vụ ẩn thôn phái tới một dịp chúng ta hay không? Nghe được vấn đề bất thình lình này, huy dạ danh ngay ngẩn cả người. Dưới cái nhìn chăm chú của viên phi nhật trảm và mộc thành, huy dạ danh cao mày nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng hỏi. Cái gì là gián điệp? hỏa ảnh đại nhân. Nghe được vấn đề này, viên phi nhật trảm ngược lại ngay ngẩn cả người. Một giây sau hắn mới kịp phản ứng, huy dạ danh bất quá là một tiểu thí hài sáu tuổi mà thôi, căn bản ngay cả gián điệp là thứ gì cũng không biết. PS sách mới cầu hoa. Cầu phiếu phiếu. Cầu sưu tầm. Các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn A, Ngọc Kỳ cảm ơn mọi người trước. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Có thêm một cái nghĩa phụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lắc đầu cười, viên phi nhật trảm nhất thời loại trừ khả năng huy dạ danh có thể là gián điệp của vụ ẩn thôn. Bầu không khí trở nên ôn hòa, viên phi nhật trảm cũng mỉm cười. Tiểu tử kia, ngươi nói ngươi là người của vụ ẩn thôn huy dạ nhất tộc, đúng không? Đúng vậy, hỏa ảnh đại nhân. Huy dạ danh gật đầu nói. Phụ thân ta tên là Huy dạ cương, hình như là thượng nhẫn đặc biệt của vụ ẩn thôn, mẫu thân ta tên là Chiếu Mỹ Thuần Tử, cũng là thượng nhẫn đặc biệt của vụ ẩn thôn, bất quá bọn họ đã chết khi ta ba tuổi. Hả? Nghe Huy dạ danh trả lời, viên phi nhật trảm lập tức bắt được một tin tức trọng yếu. Mẫu thân của ngươi là thành viên của bộ tộc Chiếu Mỹ Thôn Vụ Ẩn. Ta không biết A. À. Huy dạ danh lắc đầu nói. Ta từ nhỏ đã sống ở Huy dạ nhất tộc, không biết chiếu Mỹ nhất tộc là gì. Như vậy sao? Trong mắt viên phi nhật trảm hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu gia hỏa trước mắt này tự hồ có huyết mạch của hai đại huyết kế gia tộc vụ ẩn thôn Huy dạ và chiếu Mỹ nhất tộc. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần có thể làm cho Huy dạ danh gia nhập Mộc Diệp bồi dưỡng lên, tương lai Mộc Diệp nói không chừng có thể nhiều hơn hai loại thậm chí ba loại huyết kế hạn giới tồn tại. Đây tuyệt đối không phải là chuyện xấu với Mộc dịp. Hơn nữa lấy tuổi tác và trạng thái của tiểu tử này mà xem, cơ hội không thể nào là gián điệp của vụ ẩn thôn phái tới. Đầu tiên huy dạ danh tuổi còn quá nhỏ. Hầu hết những đứa trẻ 6 tuổi thậm chí còn không hiểu chuyện, chứ đừng nói là để chúng đi làm gián điệp. Mặt khác, không có khả năng có bất luận cái gì huyết kế hạn giới gia tộc sẽ cho phép nhà mình huyết kế hạn giới chảy ra ngoài, đặc biệt là vẫn là huy dạ nhất tộc cùng chiếu mỹ nhất tộc như vậy đại gia tộc viên phi nhật trảm suy nghĩ thật lâu cuối cùng hỏi huy dạ danh một vấn đề tiểu tử kia một mình ngươi là như thế nào ngàn dặm xa xôi đi tới một dịp chúng ta cái này hả huy dạ danh lại lựa chọn ăn ngay nói thật ta rời khỏi vụ ẩn thôn sau đó không lâu liền đụng phải một cái muốn tới hỏa quốc buôn bán thương đội bọn họ thấy ta tuổi còn nhỏ cho nên mang ta cùng đi tới hỏa quốc bất quá bọn họ là đi hỏa quốc đại danh phủ buôn bán, ba ngày trước cùng ta tách ra. Hơn nữa thương đội đại thúc còn thay ta chỉ dẫn phương hướng, ta dọc theo hắn chỉ một đường đi một đường hỏi, lúc này mới tới nơi này. Lời nói của huy dạ danh căn bản không có bất kỳ sơ hở nào, bởi vì hắn đúng là như vậy. Như vậy sao? Viên phi nhật trảm gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Tiểu tử kia, ta cho phép ngươi gia nhập một dịp trở thành một thành viên của một dịp. Bất quá ta muốn biết, ngươi sau khi gia nhập Mộc Diệp có tính toán gì không? Tính toán à? Huy dạ danh cao mày cẩn thận suy nghĩ. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới hỏi. Hóa ảnh đại nhân, ta có thể trở thành Mộc Diệp niêm gia sao? Trở thành niêm gia? Vì sao? Viên phi nhật trảm tò mò hỏi. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ. Huy dạ danh đưa ra đáp án của mình ta không muốn bị người khác khi dễ nữa. Huy dạ danh từng nói, thời điểm mình ở huy dạ bộ tộc luôn bị người khi dễ, bởi vậy muốn trở nên mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì không thể lý giải. Nghe được đáp án của huy dạ danh, viên phi nhật trảm khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể. Là một thành viên của một dịp, bất luận kẻ nào cũng có tư cách trở thành ninja. Bất quá ta không hy vọng ngươi trở nên mạnh mẽ khi dễ người khác. Đương nhiên sẽ không huy dạ danh đương nhiên nói hỏa ảnh đại nhân ta biết cảm giác bị người khi dễ loại cảm giác này rất khó chịu cho nên ta đương nhiên không muốn người khác cũng bị người khác khi dễ giống như ta chờ ta trở nên mạnh mẽ về sau ta không chỉ có sẽ không khi dễ người khác nhìn thấy người khác khi dễ người ta cũng sẽ không cho phép lời này rất được viên phi nhật trảm chi tâm để cho hắn nhịn không được vui vẻ nở nụ cười tốt rất tốt ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói lúc này. Nếu huy dạ danh hiện tại đã gia nhập Mộc Diệp, như vậy an trí hắn như thế nào chính là chuyện viên phi nhật trảm đang suy nghĩ. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Mộc Thành nói. Mộc Thành, ngươi đưa hắn đi cô nhi viện đi. Cô nhi viện sao? Mộc Thành sửng sốt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có vấn đề gì sao? Mộc Thành. Viên phi nhật trảm có chút nghi hoặc hỏi mộc thành nhìn thoáng qua huy dạ danh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn trong lòng rung động tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy nếu sống ở cô nhi viện không khỏi cũng quá đáng thương nghĩ đến đây mộc thành đột nhiên hướng viên phi nhật trảm cúi đầu hỏa ảnh đại nhân ta có một thỉnh cầu giờ phút này ánh mắt huy dạ danh cũng dừng trên người mộc thành trong mắt mang theo nghi hoặc đại thúc này muốn làm gì khẩn cầu gì viên phi nhật trảm hỏi là như vậy họa ảnh đại nhân mộc thành giải thích tôi vẫn luôn muốn có một đứa con trai đáng yêu tiểu tử này rất đáng yêu hoàn toàn là bộ dáng của đứa con trai trong mộng của tôi cho nên tôi muốn nhận nuôi nó hả viên phi nhật trảm nhướng mày hắn cũng không nghĩ tới mộc thành lại đưa ra khẩn cầu như vậy bất quá mộc thành ở một dịp nổi danh thiện lương sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện gì không thể lý giải. Huy Dạ Danh càng ngây ngẩn cả người. Thu dưỡng ta. Nhưng vào lúc này, Mộc Thành quay đầu nhìn qua Triêu Huy Dạ Danh. Tiểu tử kia, ngươi nguyện ý để cho ta làm phụ thân của ngươi sao? Phụ. Phụ thân. Huy Dạ Danh lại sửng sốt một chút. Đại thúc này lại muốn làm cha của hắn. Chuyện tốt a. À? Nếu như có phụ thân tồn tại, vậy hắn tại một dịp hẳn là sẽ không lại bị người khác hoài nghi đi. Không muốn sao? Mộc Thành vẻ mặt tiếc nuối. Hắn thật sự rất muốn có một đứa con trai đáng yêu như Huy Dạ Danh A. Không. Ta nguyện ý. Huy Dạ Danh dùng sức lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Mộc Thành, hỏi ngược lại. Đại Thúc, ngươi thật sự nguyện ý làm phụ thân của ta sao? Đương nhiên. Mộc Thành dùng sức gật đầu nói chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy ngươi hiện tại có thể gọi ta là phụ thân. Phụ. Phụ thân. Phụ thân. Huy dạ danh lớn tiếng hô, dùng sức nhào vào trong ngực Mộc Thành. Ta có phụ thân. Ô ô. Huy dạ danh khóc, thật sự khóc. Đại thúc này quả thực quá tốt. Huy dạ danh cảm động rơi lệ đầy mặt. Bên cạnh, trên vị trí hỏa ảnh, viên phi nhật trả mặt đầy hắc tuyến hai người này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hỏa ảnh hắn có hay không. Bất quá nhìn huy dạ danh cùng Mộc Thành biểu lộ chân tình, trong lòng hắn càng thêm yên tâm. Đây chính là ràng buộc A. À. Có tồn tại ràng buộc như vậy, huy dạ danh trong tương lai liền càng không có khả năng phản bội Mộc Diệp. Khủ khủ. Viên phi nhật trảm ho khang hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của hai người. Ánh mắt nhu hòa nhìn huy dạ danh, viên phi nhật trảm mở miệng hỏi. Mộc Thành, ngươi thật sự muốn thu dưỡng hắn sao đúng vậy hỏa ảnh đại nhân mộc thành vô cùng kiên định nói xin ngài đồng ý khẩn cầu của ta đi ta đồng ý viên phi nhật trảm gật đầu ta sẽ treo hắn trên danh nghĩa nhà ngươi vậy có cần đổi tên cho hắn không đối mặt với câu hỏi này mộc thành quay đầu nhìn về phía huy dạ danh tiểu danh ngươi muốn đổi tên sao huy dạ danh nhướng mày có chút khó xử. Phụ thân, con đã quen với tên hiện tại của con. Nếu đổi tên, người khác gọi con cũng không biết a à a à là đang gọi con. Vậy thì không thay đổi. Mộc Thành đánh đinh, nhìn viên phi nhật trảm nói. Hỏa ảnh đại nhân, tên sẽ không thay đổi. Cũng được. Viên phi nhật trảm khẽ gật đầu, cười hiếp mắt nhìn hai cha con một cái. Mộc Thành, nhũ danh tuổi của hắn cũng đã đến nên đi học thời điểm, Đợi lát nữa ta sẽ phái người đi ninja trường học nói một tiếng, ngày mai ngươi trực tiếp mang hắn đi ninja trường học là được, dù sao hắn không phải muốn trở thành ninja sao. Vâng. Hỏa ảnh đại nhân. Một thành cảm kích cười, trực tiếp bế huy dạ danh lên. Hỏa ảnh đại nhân, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không? Tôi muốn mang nhũ danh về nhà làm quen với vợ và con gái tôi. Đi thôi. Viên phi nhật trảm khoát tay nói lát nữa ta sẽ phái người thay thế vị trí của ngươi. Đa tạ hỏa ảnh đại nhân. Một thành cúi đầu cảm tạ. Huy dạ danh cũng cảm kích nở nụ cười. Cảm ơn hỏa ảnh đại nhân. Một thành ông huy dạ danh rời đi. Nhìn bóng lưng hai cha con, viên phi nhật trảm phất tay đưa tới một ninja ám bộ. Đi điều tra một chút tình huống của tiểu gia hỏa này, xem hắn có nói thật hay không. Vâng. Hỏa ảnh đại nhân niêm gia ngầm lĩnh mệnh, trong nháy mắt biến mất trước mặt viên phi nhật trảm. Mà kết quả điều tra này hiển nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Giờ này khắc này, một thành ông huy dạ danh đi trên đường về nhà. Nhũ danh, trong nhà ta còn có vợ ta cùng một nữ nhi, lấy tuổi của ngươi nên gọi nàng là mùi mùi. Ta còn có mùi mùi sao? Huy dạ danh chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Phụ thân, mùi mùi ta tên là gì? nàng tên là tịch nhan mão nguyệt tịch nhan huy dạ danh trong lòng rung lên mão nguyệt tịch nhan cái tên này có chút quen tai a à? hình như là tương lai mộc dịp đặc biệt nhẫn ánh trăng tật phong bạn gái tuy rằng chỉ là vai phụ nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật có tên có họ hơn nữa bộ dạng còn rất xinh đẹp mão nguyệt tịch nhan vậy phụ thân có phải tên là mão nguyệt mộc thành không đúng vậy tiểu danh thật thông minh. Mão Nguyệt Mộc Thành cười ha ha, hắn càng ngày càng thích đứa con trai tiện nghi Huy Dạ Danh này. Về đến nhà, Huy Dạ Danh gặp được vợ và con gái của Mão Nguyệt Mộc Thành. Vợ của Mão Nguyệt Mộc Thành là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, dáng dấp không tính là đặc biệt đẹp, nhưng trên người có một loại khí chất ôn nhu, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ hiền thê lương mẫu. Mà nữ nhi Mão Nguyệt Tịch nhang của hắn vẫn chỉ là một tiểu nữ hai bốn tuổi, tóc màu tím thập phần thu hút sự chú ý của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu càng làm cho người ta nhìn không được muốn ở phía trên hung hăng hôn một cái. Lúc bọn họ vào cửa, hai mẹ con đang ngồi trên sofa chơi trò chơi. Nghe được tiếng mở cửa, hai mẹ con không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Phát hiện mão nguyệt Mộc thành ông một đứa bé xa lạ, trong mắt hai mẹ con đều hiện ra vẻ nghi hoặc. TF sách mới các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn a. À? quyển sách ngày càng bốn chương một vạn hai ngàn chữ, các đại nhân không cần lo lắng đổi mới tốc độ vấn đề Nga. Có vấn đề và ý kiến gì, các đại thần có thể thoải mái nói chuyện ở khu bình luận sách, hoan nghênh các đại thần nhắn lại ủng hộ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Mùi mùi của ta Uzuki Dao bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mão Nguyệt Mộc Thành trên mặt lộ vẻ tươi cười, trực tiếp đi tới trước mặt lão bà cùng nữ nhi mới đem huy dạ danh buông xuống. Tiểu danh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chỉ vào lão bà của mình, Mão Nguyệt Mộc Thành giới thiệu với huy dạ danh. Đây là lão bà của ta, cũng chính là mẫu thân của ngươi Huệ Tử. Sau đó hắn lại chỉ vào Mão Nguyệt Tịch Nhan giới thiệu. Đây là nữ nhi của ta, cũng chính là mùi mùi của ngươi mão nguyệt tịch nhan giới thiệu xong hai mẹ con mão nguyệt mộc thành lại chỉ vào huy dạ danh giới thiệu với các nàng huệ tử tịch nhan đây là huy dạ danh là con trai tôi vừa nhận nuôi sau khi nghe xong giới thiệu huệ tử rõ ràng có chút mơ hồ chồng mình chỉ đi làm như thường ngày mà thôi lại nhặt được một đứa con trai trở về nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu cùng quần áo rách rưới của huy dạ danh trong mắt Huệ tử hiện lên một tia đau lòng. Cậu bé đáng thương quá. Có thể kết hôn với Mộc Thành Mão Nguyệt Lương Thiện. Bản thân Huệ tử cũng là một người lương thiện. Về phần còn chỉ có bốn tuổi tiểu lô ly Mão Nguyệt Tịch Nhan giờ phút này chính vẻ mặt tò mò nhìn chăm chú huy dạ danh cái này tiện nghi ca ca. Ừm. Bốn tuổi nàng còn không hiểu lắm Mão Nguyệt Mộc Thành ý tứ. Nhìn mái tóc màu tím của Huệ tử và Mão Nguyệt Tịch Nhan huy dạ danh cởi bỏ một nghi hoặc nhỏ trong lòng ông nói tóc mão nguyệt mộc thành rõ ràng là màu đen vì sao con gái lại có tóc màu tím nguyên lai là di truyền màu tóc của mẫu thân huệ tử mà thôi mộc thành đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra huệ tử nghi hoặc dò hỏi là như vậy mão nguyệt mộc thành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đem vừa rồi phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra sau khi nghe xong vẻ đau lòng của huệ tử bộc lộ trong lời nói nếu như nói vừa rồi nàng còn có chút không có biện pháp tiếp nhận hiện tại nàng đã nguyện ý thu dưỡng huy dạ danh thậm chí huệ tử còn chủ động phân phó mão nguyệt mộc thành nói mộc thành ngươi không thấy quần áo trên người tiểu danh đều trách sao ngươi mau đi mua cho tiểu danh mấy bộ quần áo để thay ta tắm cho nó trước biết rồi mão nguyệt mộc thành gật gật đầu để huy dạ danh ở chung với vợ con mình lúc này mới ra ngoài mua quần áo. Mão Nguyệt Mộc Thành vừa đi, không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Huy dạ danh cẩn thận nhìn Huệ Tử và Mão Nguyệt tịch nhan hô. Mẫu thân, mùi mùi. Thật ngoan. Huệ Tử thương tiếc nhìn Huy dạ danh, cũng không chê trên người hắn bẩn loạn, đưa tay ông lấy hắn. Đi, mẫu thân đưa con đi tắm. Bị nữ nhân không quá quen thuộc ông vào trong ngực, huy dạ danh cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Chớ nói chi là còn muốn cho hắn giúp mình tắm rửa. Bởi vậy huy dạ danh nhìn không được mở miệng đề nghị. Kỳ thật con có thể tự mình tắm, mẫu thân. Không được. Huệ tử không chút khách khí cự tuyệt huy dạ danh, một tay ông hắn, một tay dắt mão nguyệt tịch nhang đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, huy dạ danh quấn khăn tắm bị huệ tử kéo đi ra, mặt đỏ đáng yêu giống như quả táo không hổ là con trai ta, thật đáng yêu. Huệ tử lôi kéo huy dạ danh ngồi trên sofa, nhìn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn một cái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của huy dạ danh rốt cục chân chính lộ ra. Ngay cả Mão Nguyệt Tịch Nhan cũng ngồi xuống bên cạnh Huy Dạ Danh, thanh âm ngọt ngào chán ngấy. Âu Ni Tương, chúng ta cùng chơi trò chơi được không? Đối mặt với yêu cầu của em gái đáng yêu, Huy Dạ Danh thật sự không thể cự tuyệt để cho hắn có chút thở phào nhẹ nhõm chính là xem ra huệ tử cùng mão nguyệt tịch nhan đều tiếp nhận sự tồn tại của mình một chút lo lắng cuối cùng cũng bởi vậy mà biến mất bởi vì hiện tại hắn hẳn là đã xem như là một thành viên của cái nhà này sau khi huy dạ danh cùng mão nguyệt tịch nhan chơi một ván cờ năm quân mão nguyệt mộc thành mang theo quần áo của huy dạ danh trở về nhìn mão nguyệt mộc thành trở về huy dạ danh khẩn cấp cầm quần áo đi vào phòng tắm thay không thể không nói, ánh mắt của Mão Nguyệt Mộc Thành làm trung nhẫn quả thật không tệ, quần áo mua vừa vặn. Khi Huy Dạ danh mặc một thân quần áo màu trắng sạch sẽ xuất hiện lần nữa, bất kể là Mão Nguyệt Mộc Thành, Huệ Tử hay là Tịch Nhan đều là hai mắt sáng ngời. Con trai tôi thật đáng yêu. Tiểu danh thật đáng yêu. Oni.sauce trong tuyệt vời. Cứ như vậy, Huy Dạ danh chính thức trở thành một thành viên của Mão Nguyệt Gia. Tiểu danh, em có đói bụng không anh đi nấu cơm cho em được không tuy rằng hiện tại ăn cơm còn hơi sớm nhưng huệ tử cảm thấy huy dạ danh khẳng định có chút đói bụng gô luôn huy dạ danh đang chuẩn bị mở miệng bụng liền không chịu thua kém kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên huy dạ danh đành phải xấu hổ gật đầu con đói rồi cảm ơn mẹ sau này chính là người một nhà không cần khách khí như vậy cây cô cười lắc đầu đứng dậy đi vào bếp cũng không lâu lắm một bữa tối thịnh soạn liền hoàn thành người một nhà cùng nhau ngồi ở trước bàn ăn huy dạ danh từng ngụm từng ngụm ăn cơm huệ tử làm trong mắt có quan mang đang chấp động đã lâu lắm rồi anh không được ăn cơm mẹ làm tuy rằng huệ tử chỉ là nghĩa mẫu của hắn mà thôi nhưng giờ phút này ở trong lòng hắn huệ tử đã giống như mẫu thân ruột thịt cơm nước xong huệ tử và mão nguyệt mộc thành lại mang theo huy dạ danh đi dạo phố nàng biết huy dạ danh vừa tới mộc diệp đối với chung quanh khẳng định cũng không quen thuộc cho nên dự định mang huy dạ danh làm quen một chút về phần mão nguyệt mộc thành vốn hắn cũng chuẩn bị cùng đi nhưng ngay lúc bọn họ chuẩn bị ra ngoài hảo bằng hữu của mão nguyệt mộc thành đã tới cũng chính là trung nhẫn nguyệt quang phong cùng hắn bảo vệ cửa lớn của mộc diệp chính xác họ của anh ấy là môn lai nói không chừng chính là nguyên tắc trung mão nguyệt tịch nhang bạn trai ánh trăng tật phong phụ thân nguyệt quang phong cũng là nghe nói mão nguyệt mộc thành lại đem huy dạ danh thu làm nghĩa tử cho nên tới xem một chút chờ sau khi bọn huy dạ danh đi dạo phố trở về nguyệt quang phong đã rời đi nếu như không phải là không cho phép huy dạ danh thật sự muốn hỏi nguyệt quang phong có một đứa con trai tên là nguyệt quang tật phong hay không về đến nhà Huệ tử lại ngựa không dừng vó thu dọn một gian phòng cho huy dạ danh. Mão Nguyệt Gia vừa vặn là kết cấu ba phòng ngủ một phòng khách một vệ, thêm một gian phòng vừa vặn có thể cho huy dạ danh ở lại. Chờ Huệ tử thu dọn phòng xong, Mão Nguyệt Mộc Thành liền thúc giục huy dạ danh đi ngủ. Bởi vì ngày mai hắn còn muốn mang huy dạ danh đi ninja gia trường học đi học đây. Vậy con đi ngủ đây, cha, mẹ, tịch nhang, ngủ ngon. Huy dạ danh chào hỏi, một người đi vào phòng mình. Tuy rằng chỉ là vội vàng thu dọn đi ra gian phòng, nhưng nên có đồ vật đều có, huy dạ danh nằm ở trên giường ngẩn ngơ. Ta đây xem như là thành công lẻn vào một dịp đi. Trong phòng khách, Mão Nguyệt Mộc Thành đang trò chuyện với Huệ Tử. Huệ Tử, ngươi sẽ không trách ta thu dưỡng nhũ danh chứ. Mão Nguyệt Mộc Thành gãi đầu, trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Hắn cũng biết, chính mình hôm nay làm ra quyết định này thật sự là quá đột ngột nhưng hắn thật sự rất thích đứa con trai huy dạ danh này, lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng đã có một loại cảm giác đặc biệt. Không phải nhất kiến chung tình, chỉ là cảm thấy huy dạ danh hoàn toàn là bộ dáng nhi tử trong mộng tưởng của mình. Huệ tử cảm nhận được sự ấy nấy trong lòng huy dạ danh, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu danh rất đáng yêu, nếu là ta, ta cũng sẽ không nhìn được muốn thu dưỡng tiểu danh. Nghe được câu trả lời này, Mão Nguyệt Mộc Thành thở phào nhẹ nhõm anh ấy thực sự lo lắng rằng cây cô sẽ tự trách mình vì điều đó. Mà lúc này, Mão Nguyệt tịch nhan nho nhỏ lặng lẽ mở cửa phòng Huy Dạ Danh. Huy Dạ Danh đang nằm ngẩn người trên giường, đột nhiên phát hiện chăn chìm xuống. cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Mão Nguyệt tịch nhan không biết đã vào phòng từ lúc nào. Tịch nhan, sao em lại tới đây? Đối với mùi mùi tiện nghi của mình, Huy Dạ Danh cũng thập phần yêu thích. Ngay cả khi họ chỉ mới biết nhau ngày hôm nay ở xuyên qua trước đó, hắn cũng rất muốn có cái đáng yêu mùi mùi tới, không nghĩ tới nguyện vọng cứ như vậy đột nhiên tầm mắt. Ca ca. Mão Nguyệt tịch nhang chui vào chăn, bò tới bên cạnh huy dạ danh nằm xuống, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chầm chầm huy dạ danh. Tịch nhang muốn ngủ cùng anh trai. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Mão Nguyệt tịch nhang không chỉ nhanh chóng tiếp nhận người anh trai huy dạ danh này, còn vô cùng thích người anh trai đột nhiên đến này. Huy dạ danh cười gật đầu, nghiêm túc đắp chăn cho Mão Nguyệt Tịch Nhan. Anh trai, em muốn nghe anh kể chuyện xưa. Mão Nguyệt Tịch Nhan nhu thuận nằm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập chờ mong. Kể chuyện xưa à? Huy dạ danh cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi. Ta kể cho Tịch Nhan một câu chuyện về công chúa được không? Được. Ngày xưa ngày xưa có một lâu đài, trong lâu đài có một nàng công chúa nhỏ tên là Bạch Tuyết. Huy dạ danh và Mão Nguyệt Tịch Nhan đang chăm chú kể chuyện xưa cũng không phát hiện, ở ngoài cửa phòng bọn họ, một đôi vợ chồng lặng lẽ lắng nghe âm thanh trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau, hai vợ chồng đều nở nụ cười. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Mão Nguyệt Mộc Thành cùng Huệ tử lặng lẽ trở về phòng. Về phần Mão Nguyệt Tịch Nhan, nàng đã muốn cùng ca ca ngủ chung, vậy để cho bọn họ cùng nhau ngủ tốt. Dù sao họ vẫn còn trẻ. Ngày hôm sau Huy dạ danh là bị Mão Nguyệt Mộc Thành đánh thức. Mão Nguyệt Mộc Thành muốn đi một dịp đại môn làm việc, trước đó hắn còn phải đưa Huy dạ danh đến trường ninja trước mới được. Không đánh thức Mão Nguyệt tịch nhang đang ngủ say, Huy dạ danh cẩn thận rời giường mặc quần áo tử tế, ở nhà hàng ăn bữa sáng Huệ tử tri kỷ chuẩn bị xong liền cùng Mão Nguyệt Mộc Thành rời khỏi nhà. Ninja trường học cách Mão Nguyệt Gia cũng không quá xa, rời nhà đi 10 phút là đến. Tiến vào Ninja trường học, Mão Nguyệt Mộc Thành mang theo huy dạ danh một đường đi tới phó hiệu trưởng văn phòng. Phó hiệu trưởng trường Ninja Gia là một ông lão, ông nhìn thấy cha con huy dạ danh bọn họ đến cũng không lộ ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên viên phi nhật trảm đã sớm an bài xong. Huy dạ danh mới 6 tuổi, vừa vặn là học năm nhất. Rất nhanh phó hiệu trưởng liền gọi tới một lão sư trung nhẫn tên là Hải Thành, để huy dạ danh gia nhập lớp của hắn. PS, sách mới kỳ các loại số liệu đều rất cần, các đại nhân có miễn phí hoa hoa cùng vé cũng không cần khách khí, tất cả đều lấy ra đập chết Ngọc Kỳ đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Ta bạn cùng bạn Du Hui Kureni, hệ thống kinh hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thấy tất cả sắp xếp xong xuôi mão nguyệt mộc thành yên tâm đi làm mà huy dạ danh thì đi theo lão sư trung nhẫn tên là hải thành tới lớp một lớp hai trong lớp đều là tiểu thí hài năm nhất thanh âm cãi nhau tràn ngập toàn bộ phòng học thẳng đến khi có người phát hiện hải thành tới các học sinh trong nháy mắt an tĩnh lại hơn nữa rất nhanh đều tự ngồi xuống hiển nhiên uy tín của lão sư trung nhẫn tên là hải thành này ở trong lớp thập phần không tệ mang theo huy dạ danh đi lên bục giảng, Hải Thành giới thiệu với cả lớp. Các vị đồng học, hôm nay lớp 2 chúng ta có một bạn học mới. Chỉ vào Huy Dạ Danh, Hải Thành giới thiệu. Chính là bạn học Huy Dạ Danh bên cạnh ta, ta hy vọng các bạn học có thể hữu ái trợ giúp bạn học mới, không nên khi dễ hắn, hiểu chưa? Vâng. Sư phụ. Cả lớp đồng thanh đáp, ánh mắt tò mò đều dừng trên người Huy Dạ Danh đối với cái nhìn chăm chú của đám nhóc con này, Huy dạ danh thập phần bình tĩnh. Tuy rằng hắn cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi, nhưng là tâm lý tuổi tác của hắn đã vượt xa những này tiểu thí hài nhi. Nhưng vào lúc này, thầy Hải Thành của Trung Nhẫn đảo mắt qua phòng học, cuối cùng chỉ vào chỗ trống bên cạnh một cô gái tóc đen ở hàng sau nói. Huy dạ danh, ngươi đi cùng Hồng ngồi chung một chỗ đi. Sư phụ tốt. Huy dạ danh gật đầu, lập tức đi về phía cô bé tên Hồng kia nhìn huy dạ danh đi tới trước mặt tiểu nữ hài tên là hồng sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận lên rất nhanh huy dạ danh ngồi ở vị trí của mình xin chào tôi tên là tịch nhật hồng tiểu cô nương tên là hồng bên cạnh chủ động mở miệng giới thiệu mình với huy dạ danh hả huy dạ danh sửng sốt ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người tịch nhật hồng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng đôi mắt to màu đỏ xinh đẹp kia trong lòng huy dạ danh tràn ngập ngoài ý muốn. Tịch Nhật Hồng Tiểu nữ hài trước mặt này chính là chỉ đạo lớp 8 của 12 tiểu cường tương lai. Bạn gái của ác ma. Trùng hợp như vậy sao? Đối mặt với ánh mắt chăm chú của huy dạ danh, tịch nhật hồng vốn đã đỏ mặt trở nên càng đỏ. Sao hắn cứ nhìn tôi hoài vậy? Chẳng lẽ hắn thích ta? Ngay khi tịch nhật hồng miên man suy nghĩ, huy dạ danh đột nhiên phục hồi tinh thần lại xin chào tôi tên huy dạ danh tịch nhật hồng há hốc miệng còn muốn nói cái gì nhưng đột nhiên chuông vào học vang lên bất đắc dĩ cô đành phải ngậm miệng lại ngoan ngoãn chờ giờ học bắt đầu không bao lâu thầy giáo trung nhẫn đi vào chào mọi người tiết học hôm nay tôi sẽ dạy mọi người tinh luyện thuật chakra đứng trên bục giảng cuộc thi trung nhẫn chậm rãi nói có bạn học nào biết chakra là gì không nghe được vấn đề này nhất thời có học bá giơ bàn tay nhỏ bé lên. Thầy Trung Nhẫn hài lòng cười một tiếng, nhất thời chỉ vào một bạn học giơ tay, bảo cậu nói. Bạn học kia cũng không khách khí, lúc này mở miệng giải thích. Cái gọi là chakra, chính là từ trong cơ thể 130 triệu tế bào sinh ra năng lượng thân thể cùng năng lượng tinh thần bình quân hỗn hợp sản phẩm, cũng là phóng thích ninh giúp thể thuật cùng ảo thuật cơ bản năng lượng. Sau khi nói xong, người bạn học kia ngồi xuống. Trung nhẫn lão sư lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu khẳng định. Vị đồng học này nói không sai, Chakra chính là con người thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng bình quân hỗn hợp sản phẩm, nhưng là muốn đem người thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ liền cần một loại đặc thù phương pháp, mà loại này đặc thù phương pháp cũng chính là ta hôm nay sắp giáo sư mọi người Chakra tinh luyện thuật. Nghe thầy Trung nhẫn giảng giải, Huy Dạ danh nghe rất chăm chú bởi vì hắn cũng không biết chakra tinh luyện thuật không có chakra thì không có cách nào trở thành ninja huy dạ danh cũng không cho phép mình ở thế giới này trở thành một người bình thường không có sức mạnh sau khi nghe thầy giảng bài xong huy dạ danh có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ hóa ra cái gọi là tinh luyện chakra chính là thông qua kết ấn và thiền định để cảm nhận năng lượng tinh thần và năng lượng thân thể trong cơ thể khi bạn có thể cảm nhận được năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể trong cơ thể bạn có thể sử dụng ý thức để dẫn dắt hai loại năng lượng kết hợp với nhau. Sau khi ngươi kết hợp thành công, sẽ sinh ra chakra và lưu trữ nó ở bụng, cũng chính là vị trí đan điền. Đương nhiên, thế giới này cũng không có đan điền thuyết pháp. Trung nhẫn lão sư giảng giải chakra tinh luyện thuật ước chừng tốn hao một giờ thời gian, khi hắn xác định mỗi người đều nhớ kỹ nội dung theo như lời mình nói, liền để cho huy dạ danh bọn họ tự mình xếp bằng ngồi ở chỗ ngồi của mình bắt đầu nếm thử cảm thụ năng lượng thân thể cùng năng lượng tinh thần của bản thân hơn nửa sáng nay cha ra khóa học liền làm những thứ này không rõ đồng học còn có thể dơ tay hỏi lão sư Huy dạ danh cũng không nói nhảm lúc này khoanh chân làm tốt bắt đầu kết ấn cảm thụ tịch nhật Hồng bên cạnh vốn muốn nhân cơ hội này cùng huy dạ danh tán gẫu một lát kết quả thấy huy dạ danh đi học nghiêm túc như vậy nàng nhất thời cũng không tiện mở miệng. Học bộ dáng của Huy Dạ Danh, tịch Nhật Hồng cũng nghiêm túc tu luyện. Nhắm mắt lại, Huy Dạ Danh cố gắng khống chế tâm tình bình tĩnh trở lại. Dựa theo cách nói của thầy Trung Nhẫn, chỉ có làm được tâm như chỉ thủy mới có thể cảm nhận được năng lượng thân thể và năng lượng tinh thần ẩn chứa trong tế bào trong cơ thể. Hơn nữa nói chung, từ lần đầu tiên tu luyện chakra bắt đầu, ít nhất cần vài ngày đến một tháng thời gian mới có thể cảm nhận được thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hơn nữa kết hợp tinh luyện ra chakra. Huy dạ danh cố gắng thả lỏng mình, để cho mình tiến vào trạng thái bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Huy dạ danh phát hiện mình cảm nhận được cái gì. Hắn rõ ràng nhìn đến, ở trong thân thể của mình có từng cái từng cái, liền giống như từng cái từng cái màu trắng điểm sáng bình thường tồn tại. Đây là năng lượng cơ thể còn năng lượng tinh thần thì sao? Ngay tại thời điểm Huy Dạ Danh tự hỏi vấn đề này, lại có một loại năng lượng màu sắc bất đồng xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Mà loại năng lượng này lại là một đám điểm đen giống nhau tồn tại. Đây là năng lượng tinh thần sao? Như vậy kế tiếp ta phải làm, hẳn là đem những năng lượng thân thể cùng năng lượng tinh thần này lấy tỷ lệ một chọi một kết hợp cùng một chỗ là có thể tinh luyện ra chakra đi. Nghĩ như vậy, Huy dạ danh bắt đầu dùng ý thức của mình để dẫn dắt năng lượng thân thể cùng năng lượng tinh thần của mình. Tình huống thuận lợi ngoại dự đoán của mọi người. Dưới sự điều khiển của huy dạ danh, một điểm sáng màu trắng và một điểm sáng màu đen kết hợp với nhau. Sau khi hai người hợp hai làm một, một điểm sáng màu lam nhạt thành hình. Mà ngay tại thời điểm huy dạ danh tinh luyện ra chakra thứ nhất, đột nhiên một thanh âm ở sâu trong nội tâm của hắn vang lên. Đinh kiểm tra đo lường được chakra tồn tại hệ thống phụ trợ tu luyện chính thức mở ra trong nháy mắt nghe được thanh âm này huy dạ danh đang chuẩn bị đem chakra đầu tiên của mình cất giữ ở đan điền bị dọa nhảy dựng trong nháy mắt năng lượng tinh thần cùng năng lượng thân thể hắn cảm nhận được đều biến mất không thấy huy dạ danh mở to mắt hệ thống chẳng lẽ ta cũng có ngón tay vàng bất quá ngay tại vừa rồi kia hai thanh âm sau đó sâu trong nội tâm liền không còn có bất kỳ thanh âm nào vang lên, tự phản phất vừa rồi thanh âm chỉ là ảo giác của mình đồng dạng. Nhưng ảo giác sao lại rõ ràng như vậy? Hệ thống Đêm khuya gọi thầm trong lòng Ký chủ xin chào, tu luyện hệ thống phụ trợ vì ngài phục vụ thanh âm vừa rồi lại vang lên, làm cho huy dạ danh rốt cục xác định, mình vừa rồi cũng không phải ảo giác. Cố nén kích động trong lòng, huy dạ danh thiếu chút nữa không nhìn được hoang hô đây chính là hệ thống A. Vốn đối với việc mình có thể trở thành cường giả hay không, huy dạ danh có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, hệ thống đã xuất hiện. Huy dạ danh đối với việc này không còn một chút hoài nghi. Sau khi có hệ thống, mình còn có thể làm cho người xuyên việc mất mặt. Tuyệt đối không có khả năng. Qua một hồi lâu, huy dạ danh rốt cục bình tĩnh lại. Hắn tự hỏi trong lòng. Hệ thống, người có năng lực gì? có hay không tân thủ đại lễ bao nếu có phiền toái cho ta đến cái mười bao đối mặt với huy dạ danh kích động hệ thống nhịn không được im lặng một chút sau đó nó mới mở miệng nói ký chủ không nên kích động bản hệ thống tên là tu luyện hệ thống phụ trợ có thể phụ trợ ký chủ tu luyện trợ giúp ký chủ trở thành một đời cường giả về phần tân thủ đại lễ bao đồ vật như vậy bản hệ thống cũng không có nghe được không có tân thủ đại lễ bao Huy dạ danh nhìn không được tiếc núi một chút. Bất quá không có thì không có đi. Có hệ thống là được rồi. Hệ thống, ngươi có thể cẩn thận nói một chút năng lực của ngươi sao? Bản hệ thống có được ba cái mô đun, theo thứ tự là Nhiệm vụ mô đun, tu luyện mô đun cùng đối chiến mô đun, trong đó nhiệm vụ mô đun là do bản hệ thống hướng ký chủ ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu hoạch nên có khen thưởng, tu luyện mô đun có thể phụ trợ ký chủ tu luyện, ký chủ có được thuật có thể ở trong đó tu luyện trợ giúp ký chủ nhanh chóng tăng lên đối thuật độ thuần thục thậm chí khai sáng ra thuộc về mình thuật đối chiến mô đun có thể trợ giúp ký chủ tăng lên kinh nghiệm chiến đấu có thể mô phỏng ra ký chủ gặp qua tất cả ninja để ký chủ cùng nó đối chiến dùng cái này đến tăng lên kinh nghiệm chiến đấu giới thiệu xong nghe xong hệ thống giới thiệu huy dạ danh sửng sốt một chút hết rồi hết hệ thống thương thành cái gì cũng không có nếu không trút thưởng cũng có thể a à. ký chủ đừng suy nghĩ nhiều như vậy công năng bản hệ thống cũng không tồn tại bản hệ thống chính là tu luyện hệ thống phụ trợ chỉ có thể phụ trợ ký chủ tu luyện trở nên mạnh mẽ tăng lên chính mình vốn là có đồ vật nghe được câu trả lời này huy dạ danh khóc không ra nước mắt viết luân nhãn của ta a à, luân hồi nhãn của ta mắt chuyển sinh của ta a à, hết rồi ngốc trệ một hồi lâu Huy dạ danh mới tiếp nhận sự thật ngón tay vàng của mình. Nhưng kéo thì kéo đi. Còn hơn không? PF sách mới các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn A. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Tu luyện hệ thống phụ trợ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tự hồ cảm giác được ý nghĩ của Huy Dạ Danh, hệ thống có chút kích động nói: "Nếu như ký chủ không cần, bản hệ thống có thể rơi vào ngủ say không có?" "Không có." "Không có." "Tôi rất cần." Huy Dạ Danh vội vàng lắc đầu. Đi tới thế giới này hơn 6 năm, thật vất vả mới chờ được cái hệ thống. Nếu ngay cả hệ thống cũng không có, hắn liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ một chút, Huy Dạ danh đột nhiên ở trong lòng nói ra. Hệ thống, mở mô đun nhiệm vụ ra. Trong nháy mắt, một màn hình chỉ có Huy Dạ danh mới có thể nhìn thấy hiện ra trong mắt hắn. Mô đun nhiệm vụ nhiệm vụ. Tạm thời không có. Một nhiệm vụ cũng không có. Ký chủ mỗi ngày có được một lần đổi mới nhiệm vụ cơ hội như vậy sao? Vậy đổi mới nhiệm vụ hôm nay một lần đi. Nhiệm vụ đã đổi mới mời ký chủ tự mình xem xét, huy dạ danh chăm chú nhìn, phát hiện quả thật có thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Nắm giữ cấp độ nhẫn nại chakra nhiệm vụ yêu cầu. Tu luyện lấy ra chakra, đem bản thân chakra số lượng đạt tới hạ nhẫn cấp bậc phần thưởng nhiệm vụ. Thức tỉnh mạch xương nhìn thấy nhiệm vụ này, trong lòng huy dạ danh rung lên. Nhiệm vụ ban thưởng dĩ nhiên là thức tỉnh thi cốt mạch. Thi cốt mạch mạnh bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời nếu có thể thức tỉnh huy dạ danh lập tức có thể từ người bình thường thăng cấp thành hàng ngũ thiên tài dù sao đây chính là huyết kế hạng giới a cố nén kích động trong lòng huy dạ danh hỏi hệ thống hệ thống bao nhiêu chakra số lượng mới có thể đạt tới chakra cấp bậc hạ nhẫn chakra số lượng chia làm hạ nhẫn trung nhẫn thượng nhẫn ảnh cấp siêu ảnh sáu đạo sáu cấp bậc, trong đó hạ nhẫn cấp bậc chakra yêu cầu chakra số lượng đạt tới một ngàn trở lên, số lượng chakra cấp trung nhẫn đạt trên một vạn, thượng nhẫn cấp chakra số lượng đạt tới trên mười vạn, ảnh cấp chakra số lượng đạt tới trăm vạn trở lên, siêu ảnh cấp chakra số lượng đạt tới trên mười vạn, lục đạo cấp chakra số lượng đạt tới trên trăm triệu, nghe được hệ thống phân chia, huy dạ danh. Không nhìn được khóe miệng co rút. Chênh lệch lại lớn như vậy sao? hạ nhẫn cấp bậc tra khắc la cùng lục đạo cấp bậc tra khắc la trên lệch quả thực là khác biệt như mây buồn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hạ nhẫn trước mặt cường giả lục đạo bản thân cũng không khác gì con kiến hôi. Đúng rồi. Nghĩ đến điểm sáng mình vừa tu luyện, huy dạ danh tò mò hỏi. Hệ thống, ta vừa rồi tu luyện thời điểm tinh luyện ra một cái điểm sáng chakra có phải hay không chính là số lượng là một chakra? Cũng không phải, Cần 100 điểm sáng kết hợp mới có thể sinh ra chakra số lượng là một huy dạ danh say rồi. 100 điểm sáng mới có thể kết hợp với một chakra. Nói cách khác hiện tại hắn căn bản ngay cả một chakra cũng không có. Quên đi. Cố lên. Nhìn thời gian một chút, huy dạ danh phát hiện khoảng cách tan học thời gian còn có hơn 2 giờ, nhất thời chuẩn bị lại tu luyện một chút lại nói. Nhưng trước khi tu luyện, huy dạ danh cuối cùng hỏi hệ thống hệ thống, người có hay không loại kia có thể cho ta nhìn thấy chính mình trụ cột thuộc tính năng lực. Thuộc tính bản điều khiển đã mở ra, mời ký chủ tự mình xem xét khi thanh âm của hệ thống hạ xuống, trước mắt huy dạ danh quả nhiên xuất hiện bản thuộc tính tin tức của mình. Tên thật Glory Nine năm tuổi 6 tuổi danh tính Ninja School Student, bề mặt Mitty hai đần villager undercover ẩn cấp độ ninja học sinh trường niêm gia tình trạng. Sức khỏe thuộc tính. Chưa có đẳng cấp thực lực. Tiểu thí hài nhi lời bài hát. Nô no thiên a tàn kết ấn. Một, một giây, niêm giúp stúc. Không có thể thuật. Nôn ảo thuật. Không huyết kế giới hạn. Tạm thời không có đi sang, ác. Khuyết tật, xem xong bản thuộc tính của mình huy dạ danh hết chỗ nói rồi. Đặc biệt là giới thiệu về đẳng cấp thực lực cái gì gọi là một đứa bé rắm lấy linh hồn người trưởng thành của mình thực lực đẳng cấp ít nhất cũng là hài nhi mong to có được hay không đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề huy dạ danh rối rắm sau khi xem xong bản thuộc tính huy dạ danh lập tức hỏi hệ thống hệ thống vì sao bản thuộc tính của ta không phải số liệu hóa lực lượng các loại thuộc tính đâu nơi này là thế giới chân thật căn bản không có khả năng lấy số liệu cụ thể đến miêu tả được rồi đúng là ta ngu ngốc. Huy dạ danh bất đắc dĩ cười, thành thật nhắm mắt lại chuẩn bị tinh luyện cha ra. Nhưng vào lúc này, thanh âm hệ thống lại vang lên. Nhắc nhở. Ký chủ có thể mở ra tu luyện mô đun tiến hành tu luyện ở mô. Đun tu luyện. Huy dạ danh lập tức mở mô đun tu luyện. Mô đun tu luyện đi sang, ác. Khuyết tật, điều này có nghĩa là gì? Rất đơn giản, ký chủ sở hữu thuật đều có thể ở tu luyện mô đun bên trong tu luyện tu luyện, chỉ cần ký chủ ở trong lòng mặt niệm mở ra hình thức tu luyện đồng thời xác định muốn tu luyện thuật liền có thể lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, không chỉ có như thế, ký chủ còn có thể ở trong hình thức tu luyện mở ra sáng tạo hình thức, lấy ý nghĩ của mình đến sáng tạo muốn thuật, sáng tạo thành công về sau liền có thể trở thành ký chủ sở hữu thuật, thì ra là thế. Huy dạ danh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này ở trong lòng mặt niệm mở ra hình thức tu luyện, tu luyện tra khắc lập trích xuất thuật. Trong nháy mắt, huy dạ danh lập tức cảm nhận được năng lượng thân thể và năng lượng tinh thần trong cơ thể. Tốc độ thật nhanh. Huy dạ danh trong lòng rung động. Hắn cũng không nghĩ tới hệ thống vậy mà mạnh như vậy. Đảo mắt, hơn 2 giờ trôi qua. Dưới nỗ lực tu luyện của huy dạ danh, hắn rốt cục tinh luyện ra 100 điểm sáng chakra lưu trữ trong đan điền của mình nói cách khác huy dạ danh đã có chakra số lượng là một nhìn bản thuộc tính một chút quả nhiên tạm thời không phía sau chakra biến thành nhất cuối cùng cũng có chakra không dễ dàng a à. dựa theo tốc độ như vậy tính toán một chút huy dạ danh phát hiện mình cần gần 3 năm thời gian mới có thể đem chakra số lượng tăng lên tới hạ nhẫn cấp bậc đương nhiên cũng không phải tính như vậy dù sao hôm nay hắn là lần đầu tiên tu luyện hơn nữa tổng cộng chỉ tu luyện thời gian 3 giờ, hiện tại Chakra lấy ra thuật cũng vẫn là nhập môn trạng thái đây. Hơn nữa phía sau còn xuất hiện một thanh tiến độ, hiện tại tiến độ là 10%. Nói cách khác chỉ cần tu luyện ra 10 cái chakra chakra thuật lấy ra là có thể tiến vào cấp bậc thuần thuộc kế tiếp. Đến lúc đó tốc độ tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn. Hệ thống, độ thuần thuộc thuật tổng cộng chia làm mấy cấp bậc? Thuật độ thuần thuộc tổng cộng chia làm nhập môn, thuần thuộc, tinh thông, nắm giữ, hoàn mỹ năm cấp bậc, năm cấp bậc sao? Huy dạ danh âm thầm gật đầu. Xem ra tốc độ tinh luyện chakra của mình còn có không gian tiến bộ rất lớn a. À? Đinh linh linh. Tiếng chuông tan học, cũng là tiếng chuông tan học vang lên. Huy dạ danh chuẩn bị về nhà ăn cơm. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn căn tin trường học mua đồ ăn, bất quá huy dạ danh hiện tại trên người không có tiền, chỉ có thể về nhà ăn cũng may trong nhà cách trường học cũng không xa, chỉ có hơn 10 phút lộ trình. 2 giờ chiều mới có thể tiếp tục đi học. Trọn vẹn thời gian 2 giờ, thời gian hoàn toàn đủ. Ngay khi Huy dạ danh đứng dậy chuẩn bị về nhà, đột nhiên phát hiện ống tay áo của mình bị người kéo lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là bạn cùng bàn tịch Nhật Hồng kéo ống tay áo của mình. Có chuyện gì sao? Bạn học tịch Nhật Hồng. Cậu có thể gọi tôi là Hồng. Tịch Nhật Hồng nhắc nhở một tiếng, trong mắt tràn đầy tò mò hỏi. Cậu muốn đi căng tin ăn cơm trưa sao? Danh quân. À. Đừng gọi ta là danh quân, gọi ta là huy dạ danh hoặc là tên là được. Đối với tịch Nhật Hồng, danh quân, xưng hô, huy dạ danh cả người run lên, nổi da gà đều toát ra. Mặt khác tôi không đi căng tin, tôi muốn về nhà. Về nhà ăn cơm sao? Tịch Nhật Hồng nghi hoặc mở to hai mắt. Vậy phiền toái bao nhiêu? Ta cũng không muốn a." À. Huy Dạ danh nhún nhún vai, buông tay nói. "Nhưng ta quên mang tiền, cũng không mang cơm hộp, chỉ có về nhà ăn." "Như vậy à?" Tịch Nhật Hồng trong lòng khẽ động, nhịn không được mời. "Nếu danh quân, danh ngươi không ngại, ta có thể mời ngươi ăn cơm trưa." "Mời tôi ăn cơm." Huy Dạ danh quan sát Tịch Nhật Hồng từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói: hồng chúng ta hôm nay mới quen biết còn không có quen thuộc đến ngươi có thể mời ta ăn cơm trình độ a không không có tịch nhật hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên thẹn thùng quay đầu đi tôi chỉ cảm thấy bạn học nên giúp đỡ lẫn nhau nếu tên cậu để ý ngày mai cậu lại mời tôi ăn cơm trưa là được rồi như vậy sao huy dạ danh vuốt cầm tự hỏi về nhà ăn cơm quả thật tương đối lãng phí thời gian thật vất vả thức tỉnh hệ thống, hắn còn muốn hảo hảo tu luyện một chút đây. Nếu có thể tiết kiệm cơm trưa thời gian, hắn cũng có thể lại tinh luyện một chút chakra, nhiều tăng lên một chút chakra lấy ra thuộc số lượng độ. Vậy được rồi. Ta sẽ không khách khí. Huy dạ danh gật gật đầu, đồng ý mời tịch nhật hồng mời khách ăn cơm. Nghe vậy, đôi mắt to màu đỏ thẩm của tịch nhật rõ ràng sáng ngời hơn rất nhiều. Vậy chúng ta đi nhanh đi, tên ở trong trường học ăn cơm trưa học sinh rất nhiều đâu này đi mau đi mau nghe được người ăn cơm rất nhiều huy dạ danh nhất thời sốt ruột hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào bữa ăn cùng lúc đó nhìn thấy huy dạ danh cùng tịch nhật hồng cùng nhau rời đi gia trì các học sinh trong lớp nhất thời lộ ra biểu tình cổ quái tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ cũng không ít một chút ăn cơm trưa xong trở lại phòng học đã là hơn một giờ sau huy dạ danh vẻ mặt hối hận sớm biết ở trong trường học ăn cơm lãng phí thời gian như vậy vậy hắn liền về nhà ăn bất quá lãng phí cũng lãng phí hắn có thể làm sao bây giờ trở lại phòng học ngồi trở lại vị trí của mình huy dạ danh lập tức mở ra hình thức tu luyện về phần tịch nhật hồng hắn đã cảm tạ qua thấy một màn này rất nhiều tiểu nữ sinh muốn cùng huy dạ danh làm quen một chút cũng không khỏi lộ ra biểu tình tiếc nuối trong lớp nhiều bạn học như vậy, Huy Dạ danh tuyệt đối là đẹp trai nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tịch Nhật Hồng chủ động lấy lòng Huy Dạ danh. Dù sao trẻ con mà, thích chính là thích, đẹp chính là đẹp, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. PS, ngón tay vàng xuất hiện. Vẽ máy bay đi các bác ơi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10 Tu luyện hình thức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nửa giờ đồng hồ, Huy dạ danh tu luyện mười mấy điểm sáng chút, không thể không ngừng tu luyện. Vì giờ học buổi chiều đã bắt đầu. Lớp buổi chiều và buổi sáng khác nhau là lớp thể thuật. Mà môn thể thuật lại bao gồm rèn luyện thân thể và sử dụng nhẫn cụ. Sau một tiết học, Huy dạ danh lại có thêm một thuật, tên là Thuật ném nhẫn cụ, cũng là thuật ném nhẫn cụ nhập môn So với tra khắc lập trích xuất thuật, tốc độ tu luyện của nhẫn cụ ném ném thuật nhanh hơn nhiều Sau một tiết học, huy dạ danh ném nhẫn cụ gần 200 lần Trực tiếp nâng nhẫn cụ ném lên cấp bậc tinh thông Dưới tình huống không lo lắng uy lực, độ chính xác của nhẫn cụ ném của huy dạ danh đạt tới 100% Cũng chính là không có khảo nghiệm, bằng không thể thuật lão sư nhất định kinh vi thiên nhân bất quá tất cả lại bị Tịch Nhật Hồng vẫn chú ý đến Huy Dạ Danh nhìn thấy rõ ràng. Không nghĩ tới danh còn là một thiên tài nhẫn khí sử dụng. Tịch Nhật Hồng giật mình nghĩ, mơ hồ đối với Huy Dạ Danh sinh ra một vòng sùng bái. Dù sao nàng tu luyện cả một tiết thời gian, độ chính xác ngay cả 10% đều không đạt tới. Đồng thời Huy Dạ Danh cũng hiểu, dưới tình huống nhập môn cấp bậc, dùng nhẫn cụ ném trúng mục tiêu chuẩn xác một lần là có thể tăng lên 10% độ thuần thục dưới tình huống thuần thuộc cấp bậc trúng mục tiêu một lần chỉ có thể tăng lên một phần trăm độ thuần thuộc, dưới tình huống tinh thông cấp bậc trúng mục tiêu cũng chỉ có thể tăng lên một phần ngàn độ thuần thuộc, mỗi một cấp bậc thuần thuộc tăng lên độ thuần thuộc có chênh lệch gấp 10 lần. Cứ như vậy suy ra, dưới tình huống nắm giữ cấp bậc, ít nhất cần một vạn lần ném bóng thuộc sử dụng mới có thể tăng lên tới cấp bậc hoàn mỹ. Thoạt nhìn hình như không nhiều lắm, nhưng đây chỉ là thuật ném nhẫn thôi mà. Nếu là Ninjutsu thì sao? giải phóng một vạn lần nhẫn thuật không biết cần bao nhiêu thời gian cùng chát ra phải biết rằng đẳng cấp nhẫn thuật càng cao cần chát ra lại càng nhiều cấp thấp Ninjutsu còn tốt cấp cao Ninjutsu muốn tu luyện đến cấp bậc hoàng mỹ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy hơn nữa sau khi đem thuật tăng lên tới cấp bậc hoàng mỹ còn có thể có biến hóa gì huy dạ danh hay không cũng không rõ ràng lắm còn cần chính mình chậm rãi sờ soạn mới được đúng năm giờ chiều trường học tan học Huy dạ danh xoay người đi về phía sân huấn luyện, chuẩn bị về nhà. Đi chưa được hai bước, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên. Danh, người muốn về nhà sao? Huy dạ danh quay đầu nhìn, quả nhiên lại là tịch nhật hồng. Cô gái nhỏ này là dính vào mình sao? Huy dạ danh trong lòng bất đắc dĩ. Hôm nay chúng ta mới quen nhau. Đại tỷ, thật sự không quen lắm là một người có linh hồn người trưởng thành, huy dạ danh cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng. Đối mặt với câu hỏi của tịch Nhật Hồng, huy dạ danh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Tan học rồi, không về nhà làm gì. Nghe được đáp án này, tịch Nhật Hồng hơi sửng sốt, có chút quể oải gật đầu. Vậy được rồi. Danh, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Huy dạ danh phất tay tạm biệt, lập tức trời đi văn phòng Faisa Ninja ám bộ viên phi nhật trảm phái đi hôm qua đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tình huống thế nào? Viên phi nhật trảm hút tẩu hỏi. Tình huống là thật. Ninja ám bộ cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Viên phi nhật trảm nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoát tay nói. Ngươi đi xuống đi. Ninja ám bộ thi lễ, trong nháy mắt biến mất trước mặt viên phi nhật trảm. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, viên phi nhật trảm lẩm bẩm tiểu tử kia cũng không biết ngươi có thể thức tỉnh thi cốt mạch hay không cho dù không được dung độn cùng phí độn cũng được a à. đối với huy dạ danh viên phi nhật trảm ông hy vọng không nhỏ đương nhiên huy dạ danh đã về đến nhà cũng không biết viên phi nhật trảm còn phái người điều tra mình nhưng cho dù biết hắn cũng không sao cả dù sao cũng không để lại sơ hở gì về đến nhà Huy dạ danh giờ phút này đang đối mặt với nghĩa mẫu huệ tử ấy nấy, bởi vì nàng biết ở trường học ninja lúc đi học cần mang tiền hoặc là cơm hộp ở trong trường học ăn cơm. Tiểu danh, thật sự xin lỗi, ta lại hoàn toàn không nghĩ đến điểm này. Nhìn vẻ mặt ấy nấy của huệ tử, Huy dạ danh ông Mão Nguyệt tịch nhang trong ngực vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, mẹ, con cũng không biết chuyện này. Vốn con còn muốn về nhà ăn cơm là bạn học nói cho con biết con mới biết được thấy huy dạ danh không có ý trách cứu mình huệ tử cũng lộ ra nụ cười như vậy danh ngươi ngày mai là muốn ăn cơm học hay là mang tiền ăn trong trường học cơm trưa đây nghe nói như thế huy dạ danh cẩn thận suy nghĩ một chút đồ ăn ở trường đương nhiên không ngon bằng cây cô làm hơn nữa đi xếp hàng mua cơm thập phần lãng phí thời gian nghĩ đến đây hắn mở miệng trả lời nếu như có thể ta hy vọng có thể ở trong trường học cũng có thể ăn được mẫu thân làm cơm đâu này. Huệ tử vui vẻ nở nụ cười. Không thành vấn đề. Ngày mai ta nhất định chuẩn bị cơm hộp cho ngươi. Đúng rồi. Mẫu thân, có thể chuẩn bị cho con hai phần cơm hộp không? Huy dạ danh nghĩ tới chuyện mình đã đáp ứng ngày mai tịch Nhật Hồng sẽ mời khách trở về. Là một phần cơm hộp không đủ ăn sao? Không phải, hôm nay là bạn học mời tôi ăn cơm trưa, cho nên ngày mai tôi muốn mời khách trở về như vậy a à, hoàn toàn không có vấn đề huệ tử cao hứng đáp ứng thỉnh cầu của huy dạ danh huy dạ danh thở phào nhẹ nhõm đặt mão nguyệt tịch nhan lên sofa chơi trò chơi với cô tuy rằng thời gian tu luyện rất trân quý nhưng làm bạn với mùi mùi đáng yêu cũng là một chuyện phi thường trọng yếu ban đêm sau khi đem mão nguyệt tịch nhan dỗ ngủ huy dạ danh cũng chuẩn bị đi ngủ nhưng trước khi đi ngủ Huy dạ danh thử mở hình thức tu luyện tra khắc lạp thuật. Hắn muốn thử một chút, nếu như ý thức của mình không khống chế, Chakra trích xuất thuật có thể tự mình tu luyện hay không? Nếu có thể thì thật tuyệt vời. Thời gian một đêm thoáng qua. Bảy giờ sáng, Huy dạ danh mở mắt, lập tức mở bản thuộc tính của mình ra. Ánh mắt dừng lại ở hàng rào của Chakra. Ở phía sau Chakra rõ ràng hiển lộ một con số. Bốn. Chính xác chính là 4. Phải biết rằng trước khi đi ngủ, con số này vẫn chỉ là một mà thôi, vừa tỉnh lại trực tiếp biến thành 4. Nói cách khác ngủ trong 9 giờ, mỗi 3 giờ liền có thể tự động tu luyện ra 3 điểm chakra số lượng. Mở mô đun tu luyện ra. Chiết xuất chakra, nhập môn, độ thành thạo. 41%. Độ thuần thuộc cũng tăng lên. Nhìn thấy kết quả như vậy, huy dạ danh vui vẻ nở nụ cười quả nhiên ngủ cũng có thể tiếp tục tu luyện quả thực không cần quá sản khoái đương nhiên loại tu luyện ngủ này cũng chỉ giới hạn trong tra khắc lạp thuật mà thôi ngoài ra bất kể là nhẫn thuật thể thuật hay ảo thuật đều không thể tu luyện trong lúc ngủ bởi vì sử dụng thuật sẽ tạo thành tính phá hoại không cẩn thận sẽ phá hủy nhà cửa hơn nữa sau khi chút hao hết cũng không thể tiếp tục tu luyện tự nhiên sẽ đình chỉ bởi vậy tổng hợp các phương diện mà nói có thể lúc ngủ tu luyện cũng chỉ có tra khắc lạp thuật mà thôi. Nhưng cũng đủ rồi. Cha ra số lượng thế nào cũng không ngại nhiều, về sau lúc ngủ liền dùng để tu luyện. Rồi giường, ăn xong bữa sáng, hai phần cơm liền đặt ở trước mặt huy dạ danh. Hơn nữa hai phần cơm hộp này còn dùng một cái túi tinh xảo cất vào. Nhận lấy cơm hộp, huy dạ danh cười cảm kích. Cảm ơn mẹ đã chuẩn bị cơm hộp cho con. Đây là làm mẫu thân ta nên làm, đã nói nhủ danh ngươi không cần khách khí như vậy chúng ta đã là người một nhà a à? huệ tử nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của huy dạ danh quan tâm hỏi muốn tôi đưa cậu đi học không không cần đâu mẫu thân huy dạ danh lắc đầu nói con biết đường mẫu thân ở nhà chăm sóc muội muội là được rồi vậy anh tự mình chú ý an toàn nha biết rồi huy dạ danh phất phất tay cất bước đi ra khỏi nhà. Cảm giác ở nhà thật tốt. Đây là sự ấm áp của ngôi nhà mà ở thôn vụ ẩn cũng chưa từng cảm nhận được. Huy dạ danh cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có thể gặp được người một nhà mão nguyệt mộc thành thiện lương. Chờ sau này có được thực lực, trở thành cường giả, hắn nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt bọn họ. Cho dù hắn nằm vùng cũng vậy. Đi trên đường đến trường, Huy dạ danh mở hệ thống bắt đầu nghiên cứu. Hệ thống, ta hôm nay cũng có được một lần đổi mới nhiệm vụ cơ hội đi. Không được, bất quá nhiệm vụ hệ thống có thể thăng cấp, ký chủ tại hoàn thành 10 lần nhiệm vụ về sau liền có thể thăng cấp, giữ lại nhiệm vụ số lượng sẽ tăng lên một cái sau 10 nhiệm vụ sau. Huy dạ danh tướng ghi tạc trong lòng. Đi vào lớp, huy dạ danh phát hiện tịch nhật hồng đã đến. Nàng cũng phát hiện huy dạ danh đã đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời lộ ra một nụ cười sáng lạng cô gái nhỏ thật đúng là nhiệt tình huy dạ danh cảm khái trong lòng lập tức đi tới vị trí của mình ngồi xuống lớp học buổi sáng vẫn là tinh luyện chakra chính xác hơn mà nói mỗi buổi sáng chương trình học đều là như vậy dù sao bọn họ vẫn chỉ là học sinh năm nhất mà thôi cần nhất chính là đem chakra tinh luyện ra giống như huy dạ danh ngày đầu tiên đi học đã tinh luyện ra chakra căn bản không có các bạn học đều còn đang tìm tòi mà tinh luyện ra chakra kỳ thật là cần hướng trung nhẫn lão sư báo cáo ghi chép, dù sau đây cũng là một loại thiên phú. Tốc độ tinh luyện thành công lần đầu tiên càng nhanh, thiên phú ở chakra càng cao. Chỉ là huy dạ danh tinh luyện thật sự là quá nhanh. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền nói cho lão sư sự thật mình đã tinh luyện ra chakra. Hắn nghĩ chính là, chờ đã có bạn học tinh luyện ra chakra sau đó lại hướng lão sư báo cáo, như vậy cũng sẽ không quá thu hút sự chú ý. Dù sao mặc kệ nói thế nào, hắn cũng là nằm vùng a. Danh tiếng quá thịnh tuyệt đối là tối kỵ của người nằm vùng. TF sách mới các loại cầu. Các đại thần ủng hộ nhiều hơn a. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.